Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử. Tập 60. Chương 591, Trường Học Lữ Khách Thời Gian. Hành động lần lượt gửi thư trúng tuyển đến cho mọi người của Côn Luân đã khiến việc họ mở trường học dành cho lữ khách thời gian lập tức lên hot search. Thế nhưng dù chuyện này có sôi sục thế nào, cho đến tận giờ phút này trên mạng vẫn chưa rõ địa điểm trường học này nằm ở đâu. Một nơi có thể chứa được mấy chục nghìn người, từ tiểu học đến đại học, nhưng không một ai biết nó xây dựng ở nơi nào. Như bình thường, La Vạn Nhai đạp xe đạp tới trường khoa học tự nhiên Lạc Thành, đầu tiên là trả hai quyển sách đã mượn, rồi mượn thêm một quyển sách mới có tựa đề tâm lý học Vương Dương Minh. Không phải ông ta thích Vương Dương Minh, mà là đang muốn tìm hiểu lối suy nghĩ của thánh nhân này là thế nào. Trung Quốc có hai vị thánh nhân, một là Khổng Tử, hai là Vương Dương Minh. La Vạn Nhai cảm thấy cả đời mình cũng khó mà hiểu nổi lời Khổng Tử, nên muốn chuyển hướng qua người còn lại xem sao. Lão ta mượn sách xong bèn đi đến giảng đường dự thính. La Vạn Nhai vẫn học ở khoa quan hệ quốc tế, vẫn là cô gái giảng viên tài sắc vẹn toàn. Bây giờ, đối với vị giảng viên này, chuyện La Vạn Nhai đến học tập đã trở nên bình thường. Thời gian nghỉ giữa tiết, một nam sinh viên tới trước mặt lão, cẩn thận hỏi, xin chào ngài, xin hỏi ngài có phải là thành viên ban ngày không? Tôi đã nhìn thấy ngài ở trên tin tức, với lại trên internet cũng nói ngài là thành viên ban ngày. La Vạn Nhai mỉm cười, ừ, đúng rồi. Bạn nam sinh viên ngạc nhiên, sao lại trả lời nhanh thế? La Vạn Nhai nói, bản thân là thành viên ban ngày, cũng chẳng phải là việc gì đáng xấu hổ, tại sao không nhận chứ? Dù sao, tất cả ảnh chụp thành viên của ban ngày đã bị lộ, che giấu nữa là tỏ ra hẹp hòi. Đồng thời, Khánh Trần đã thông báo về phương diện này, ban ngày quang minh lỗi lạc, không cần phải lén lút. Trong giảng đường lúc này, đám sinh viên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Gần đây, từ khóa ban ngày luôn nằm trong top tìm kiếm, nhất là chuyện bộ phận sự nghiệp thần bí đang đưa ra treo thưởng đối với ban ngày. Kể cả chuyện cho nổ đền thờ trước đó, độ nổi tiếng của ban ngày đang dần vượt qua Côn Luân và Cửu Châu. Mà người ta để ý nhất là Khánh Trần, ảnh chụp của hắn đã được truyền thông công bố. Thời điểm mọi người nhìn thấy, ai cũng không thể hình dung ra được một thiếu niên sáng sủa đẹp trai lại là người vừa mới đại khai sát giới ở Osaka. Trong suy nghĩ của mọi người, đẹp trai như vậy nên làm diễn viên hoặc vận động viên bóng rổ chứ, vậy mà hắn có thể giết ra khỏi căn cứ A02, đồng thời làm bao chuyện kinh thiên động địa. Ngay khi mọi người còn không tin đây là khuôn mặt thật của Khánh Trần, thì trên mạng bỗng xuất hiện ID Đại Phú Ông. Người này vạch trần một vài chi tiết sinh hoạt độc nhất vô nhị của Khánh Trần, ví dụ như cuộc đại chiến ở căn cứ A02. Dù sao, chuyện này ở thế giới bên trong đã bị các tổ chức tình báo hiểu rõ, nhưng số người ở thế giới bên ngoài biết được chuyện này còn rất ít. Trong đó, có một ảnh chụp Khánh Trần ở thành phố số 10. Hắn mặc bộ Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt cũng màu đen. Tựa như một người đỡ đầu của một hoàng đế chuẩn bị đăng cơ. Đại Phú Ông còn bonus thêm một ảnh, Khánh Trần mặc bộ đồ thể thao màu trắng, bước đi trên con đường tấp nập trong thành phố, nhìn có vẻ cô đơn. Có thể nói, vị đại phú ông nay có góc chụp xét về độ tinh tế hay đúng thời điểm còn vượt xa đám paparazzi. Trong bức ảnh là một thiếu niên lịch sự gọn gàng, khác xa hình ảnh hung hãn trong lời đồn. Nói đúng hơn nó đối lập nhau quá nhiều. Sau khi tin tức được đại phú ông đưa lên, càng khiến mọi người chú ý. Ngay lập tức, cô ấy đưa ra bản thân chấp nhận quảng cáo, còn vạch ra kế hoạch tung tin tức khi có. Bà cô này đang lợi dụng Khánh Trần kiếm tiền. Hai ngày vừa qua, còn có người cố tình lập một trang cá nhân mang tên Khánh Trần. Mỗi ngày, lượng người theo dõi tăng một cách chóng mặt, hắn bỗng nhiên trở thành một ngôi sao mới nổi về lượng theo dõi. Có đoàn làm phim còn liên hệ với Giang Tuyết, muốn mời Khánh Trần đóng phim, nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Vị giáo viên kia vẫn đứng trên bục giảng, vừa chỉnh lại bài giảng, vừa tò mò nhìn La Vạn Nhai. Cô tò mò, không hiểu một nhân vật có tiếng như vậy sao lại đến đây nghe mình giảng bài. Trong tin tức, La Vạn Nhai của ban ngày không thuộc thành phần trí thức mà từng là đại ca giang hồ ở Lạc Thành. Có bạn học nữ tới thì thầm với La Vạn Nhai, xin chào ngài, ngài có thể giúp chúng tôi xin chữ ký của Khánh Trần được không? La Vạn Nhai mỉm cười lắc đầu, đó là ông chủ của tôi nên tôi không thể thay mặt cậu ấy nhận lời các cô được. Thật xin lỗi, lão nói xong, bèn cầm theo bút nhớ và vở đi lên chỗ giảng viên.
lão muốn hỏi một vài vấn đề còn chưa hiểu. Vị giáo viên này thấy lão La nhiệt tình thì nói, ngài La, tôi rất tò mò, ở cái tuổi này của ngài tại sao lại hứng thú với việc học như vậy? Theo tôi được biết, ngài bây giờ cũng là người có tiếng, vậy mà không chỉ đến dự thính tiết học của tôi, còn học cả luật, lịch sử Trung Quốc cận đại, kinh tế vĩ mô. Có thể tâm sự cho tôi nghe được không? La Vạn Nhai suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười trả lời, hiện tại, có một số việc tôi thật sự lực bất tòng tâm. Tổ chức của chúng tôi đang trong quá trình phát triển, bản thân tôi biết rõ vấn đề đang nằm ở đâu, nhưng lại không tìm được cách giải quyết, cho nên muốn học thêm kiến thức, tìm cách giải quyết từ người khác. Theo tôi biết, ban ngày hình như không gặp vấn đề liên quan đến những môn ông đang học. Giáo viên vẫn còn nghi ngờ. La Vạn Nhai mỉm cười, tôi không nói tới ban ngày. Trước đó, họp phụ huynh phát triển theo hướng tự do, tràn lan. Bây giờ, nó cần phải phối hợp với Khánh Trần, dựa theo ý chí của Khánh Trần để phát triển lớn mạnh. Đồng thời nó cần phải đạt được một cơ sở vững chắc, nên gặp phải rất nhiều vấn đề. Ví dụ, văn hóa tổ chức, mục tiêu đề ra, hoàn thiện quá trình thăng cấp của các thành viên, tạo ra môi trường cùng vạch ra tương lai tổ chức. Trước kia, La Vạn Nhai nào biết những chuyện này? Người trong giang hồ, mục tiêu chính là tiền, làm một phố, sau đó chia tiền cho mọi người là được. Mà họp phụ huynh lại không thể làm vậy được. Lúc này, chuông báo vào học vang lên. Giáo viên nhìn lại những mục La Vạn Nhai đánh dấu nói, vấn đề ngài không hiểu còn hơi nhiều. Nếu không, buổi tối ngài mời tôi ăn cơm được không? Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. La Vạn Nhai ngạc nhiên, nhưng sau đó mắt lão lại sáng lên. Được, tôi sẽ lái xe tới đón cô. La Vạn Nhai trở về biệt thự ban ngày, nhìn thấy tất cả mọi người đang tu hành, cũng không hề vì lão về mà dừng lại. Ông vào phòng mình tắm rửa, thay quần áo. Thời điểm chạng vạng tối, La Vạn Nhai lái chiếc Bentley giá trị hơn 4 triệu của mình đến trước cổng giáo viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Lạc Thành. Vị giáo viên xinh đẹp quyến rũ bước ra cổng, ngồi lên vị trí lái phụ. Cô để ý chút rồi mỉm cười trêu đùa, hình như vị trí này đã lâu không có người ngồi. La Vạn Nhai hơi xấu hổ, chiếc xe này rất ít khi được sử dụng. La Vạn Nhai đặt một phòng tại nhà hàng cao cấp. Hai người mới quen nhưng trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nam nữ trưởng thành, đã mất đi sự ngây ngô ngốc nghếch, mà thêm vào đó là sự trực tiếp và dục vọng. Trong bữa ăn, vị giáo viên này hỏi rất nhiều về chuyện thế giới bên trong. Bởi vì cho đến nay, thế giới bên trong vẫn là chủ đề khiến người khác hứng thú. Hai người nói từ chuyện chính trị tại thế giới bên trong, đến chính trị tại thế giới bên ngoài, từ lịch sử hiện đại, rồi quay trở lại thời kỳ nô lệ. Cuối cùng, bọn họ trò chuyện vấn đề phía Nhật Bản. La Vạn Nhai kể lại quá trình chạy nạn của mình, còn vị giáo viên thì kể lại quá trình mình qua Mỹ du học. Buổi ăn tối kết thúc, bỗng nhiên vị giáo viên nữ này nói, dựa vào năng lực của ngài, hoàn toàn có thể tự mình gây dựng sự nghiệp và đạt được thành công. Ở tuổi này mà ngài vẫn còn ý chí học tập, có được cách làm việc riêng, ngài đáng có được thứ tốt hơn, mà không phải nằm ở dưới chướng người nào. La Vạn Nhai suy nghĩ chút, rồi giả vờ nghe không hiểu, có ý gì. Tôi là người có trình độ văn hóa thấp, nghe không được câu bóng gió. Nữ giảng viên mỉm cười lắc đầu, không sao, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. La Vạn Nhai đưa giảng viên về đến cổng khu vực giáo viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Lạc Thành. Vị giảng viên này mỉm cười nói, mèo, nhà tôi biết pha cà phê đấy, ngài có muốn lên xem chút không? La Vạn Nhai lịch sự lắc đầu, không cần, hơi muộn rồi, tôi lên sẽ gây ra nhiều chuyện hiểu lầm. Lúc này có chút phong độ thân sĩ rồi đó. Cô gái nghiêng người nhìn La Vạn Nhai, mỉm cười nhẹ nhàng lên tầng. Cái nhìn nghiêng ấy không hề có chút khinh thường nào, chỉ có sức hút từ trong đôi mắt xinh đẹp ấy bắn ra. Nó vừa có tính trêu chọc uyển chuyển, vừa có sự mê hoặc điên đảo. La Vạn Nhai lái chiếc xe thể thao Bentley đi. Chiếc xe đi mà chẳng có mục tiêu cụ thể trong thời gian thật dài, sau đó dừng lại trước một tòa nhà. Lão ngồi trong xe hút thuốc, sau đó nhìn thấy một người phụ nữ khoác tay chồng mình về nhà. Khuôn mặt người này lộ ra vẻ thản nhiên, kèm thêm một chút hạnh phúc. Người phụ nữ trung niên kia vô tình nhìn thấy La Vạn Nhai đang ngồi trong xe, bèn quay qua nói với chồng mình, anh lên nhà trước đi, em gặp được người quen. Bà nói xong bèn đi tới, mở cửa xe bước vào, trên ghế lái phụ có mùi nước hoa. Người ông vừa trở xinh đẹp hơn tôi, còn trẻ hơn tôi rất nhiều. La Vạn Nhai nở nụ cười tươi, vậy khẳng định năm tôi kết hôn với bà có nhiều thứ mơ hồ. Rõ ràng có nhiều sự lựa chọn tốt như vậy,
mà hết lần này tới lần khác vẫn thích bà. Hiện tại, tôi có tiền, có kiến thức, nên nhất định phải chọn cho thật tốt. Người phụ nữ trung niên mỉm cười mắng, xem ông nói kìa. Tôi chưa từng nhìn thấy ông mặc Âu phục, đeo cà vạt bao giờ. Hiện tại, ông còn đeo cả mắt kính, ra dáng một thương nhân nho nhã rồi đấy. Cách ăn mặc này, chẳng phải là giới thượng lưu hay làm như vậy sao? La Vạn Nhai nói. Bỗng người phụ nữ trung niên hỏi, lão La, hai ta ly hôn bao lâu rồi? La Vạn Nhai ngạc nhiên, bỗng cảm xúc trở nên phập phù, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã qua nửa đời người. Chương 592, làm chuyện nửa đời sau đừng hối hận. Những năm qua, ông không trách tôi chứ? Người phụ nữ trung niên hỏi. Không trách, chỉ tự trách bản thân còn trẻ không hiểu chuyện. Lúc đó bà khuyên tôi nên đi học thêm chút kiến thức, đọc sách, nhưng tôi không nghe. Kết quả đến tuổi này rồi, tôi mới hiểu ra mình cần phải đọc sách, học hỏi thêm, La Vạn Nhai nói. Người phụ nữ trung niên lấy một cái thẻ ngân hàng từ trong ví ra. Trước đó, ông toàn trốn tránh tôi, không dám gặp mặt. Lần này, lại tự mình tới đây, chắc hẳn suy nghĩ thoáng hơn rồi. Lão La, cảm ơn vì 21 năm qua. Lão La xoa xoa tay lái, cảm ơn vì cái gì chứ? Là tôi làm lỡ thanh xuân của bà, hại bà lúc nào cũng lo lắng khi ở bên tôi. Người phụ nữ đặt tấm thẻ vào ngăn chứa đồ của chiếc Bentley, thẻ ngân hàng đứng tên là ông. Bên trong thẻ là tiền mà ông âm thầm gửi cho tôi những năm qua, tổng cộng 4,31 triệu. Tôi vẫn luôn giữ lấy, phòng lúc ông chạy trốn còn dùng. Hiện tại, có lẽ không cần tôi cầm giúp. Ông nữa, hãy để cho người ông thích sử dụng. Được. La Vạn Nhai từ từ nói, còn gì nhắc nhở nữa không? Người phụ nữ bỗng nói, lão La, nhất định phải làm việc gì đó để sau này già đi không hối hận, đừng lao đầu vào làm ăn. La Vạn Nhai giờ khóc giờ cười, bà mau đi thôi, không chồng bà lại suy nghĩ linh tinh. Người phụ nữ trung niên bước xuống xe về nhà. La Vạn Nhai ngồi lại trong xe thật lâu, có rất nhiều điều lão không thể giải thích. Đàn bà thường có một chút hiểu lầm. Không phải lão ấy thích người khác, lão chỉ muốn qua đây xem tình hình thế nào. Cuối cùng, lão đã nhận ra bản thân mình thích nhất một người chẳng bao giờ dùng nước hoa, không bao giờ nói về chuyện tình yêu nam nữ. Trước đó, lão luôn nói với người khác. Thời điểm mà lão chạy trốn, vợ mình cầm theo tiền trốn đi, để lương tâm bản thân được nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng chỉ bản thân lão mới biết được bà ấy cùng mình thời tuổi trẻ là thế nào, từ lúc nghèo khó tới lúc có chút thành tựu, chẳng qua là bà ấy quá thất vọng về mình mà thôi. La Vạn Nhai ngồi trên xe, nhìn tấm thẻ ngân hàng mà người vợ cũ mới đưa thật lâu. Đếm ngược 28 tiếng, tại một nhà hàng cao cấp. La Vạn Nhai hỏi, chuyện hôm qua mà cô nói ấy, có ý gì? Cô có thể nói rõ hơn được không? Vị nữ giảng viên cầm trong tay ly rượu đỏ, mỉm cười nói, tôi không hiểu vì sao ông lại cam tâm tình nguyện làm việc cho một học sinh trung học. Nếu như ông đồng ý, tôi sẽ giúp ông quy hoạch cơ cấu tổ chức mới, cũng có thể ở bên cạnh cố vấn giúp ông phát triển tổ chức đó. La Vạn Nhai suy nghĩ rồi nói, cô là lữ khách thời gian đúng không? Nữ giảng viên do dự chút rồi trả lời, đúng vậy. La Vạn Nhai mỉm cười, lau miệng rồi nói, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ lời cô vừa nói. Đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Lão ấy đưa vị giảng viên đại học kia về nhà, rồi lập tức lái xe đi, để lại một mình người phụ nữ đó đứng cô đơn một mình nhìn chiếc xe dần dần đi xa. Trong biệt thự, La Vạn Nhai dừng xe ở bên trong, suy nghĩ hơn 10 phút, sau đó vẫn quyết định xóa hết liên lạc với vị nữ giảng viên kia. La Vạn Nhai mỉm cười, nhưng lão cười nhạo bản thân hay cười nhạo số phận cũng chẳng biết. Lão mở cửa xe bước xuống, tháo cà vạt ra cầm trên tay, miệng lầm bẩm, chẳng biết ai phát minh ra cà vạt nữa, thật vướng víu khó chịu. Rượu đỏ cũng quá nhạt nhẽo, uống mãi mà chẳng say nổi. Trong biệt thự, có một nhóm gác ngầm đang ngồi uống bia ăn rau trộn. La Vạn Nhai cầm lấy một chai bia, uống một hơi hết sạch, sau đó cầm lấy đôi đũa chẳng biết là của ai, gắp thức ăn. Gác ngầm mỉm cười, lão La, chẳng phải đêm nay ông đi ăn tiệc sao? Thế mà bây giờ chẳng khác gì quỷ đói vậy. La Vạn Nhai phùng mang trợn mắt nói, mẹ nó, đám nhà hàng làm ăn ngày càng vớ vẩn, đồ ăn có, tí xíu như cho mèo ăn, chẳng thể nào no được. Lão biết, đó là hai loại cuộc sống, mà loại kia không hợp với mình. Nửa đêm, La Vạn Nhai vẫn ngồi đọc lại ghi chép,
nhưng bản thân không kìm chế được nhớ tới dáng người nóng bỏng của nữ giảng viên kia. Eo thon, mông đầy đặn, chân đi giày cao gót, mỗi bước đi lại tựa như con mèo hoang xinh đẹp. La Vạn Nhai gãi đầu, tiếp tục học tập, chút nữa còn có buổi học online. Tiền mua khóa học này rất đắt, cả khóa học lên tới mấy chục nghìn. Nhưng vào lúc này, Khánh Trần đẩy cửa phòng bước vào, tìm một chỗ ngồi xuống, rồi mỉm cười nói, tôi nghe anh em nói, số đào hoa của ông ập tới rồi. La Vạn Nhai mỉm cười, kiếp đào hoa. Khánh Trần không muốn dò hỏi chuyện này, chỉ tò mò nói, sao đột nhiên ông lại muốn học vậy? La Vạn Nhai suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận trả lời, nửa đời người trước kia của tôi như người ngủ mơ vậy, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Người ta nói bán VCD kiếm được tiền, tôi lập tức đi buôn VCD. Người khác nói buôn bán máy nhắn tin kiếm lắm, tôi cũng nghe người ta đầu tư vào. Thật ra, làm gì cũng chỉ xoay quanh hai chữ kiếm tiền, chẳng có mục tiêu nào khác. Bây giờ nhớ lại, bản thân tôi cũng chỉ có chút tiền ấy thôi, còn cuộc sống bình thường chẳng có thay đổi gì. Vợ cũ tôi có nói, tôi nên làm chút việc gì đó để già không hối hận. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì để không hối hận. Khánh Trần mỉm cười, có tiền chẳng phải tốt sao? Trước đó, tôi quá nghèo, nghèo đến mức bước đi trên đường mà mắt lại nhìn chằm chằm xuống đất, biết đâu nhặt được một đồng tiền xu thì sao? Có thời điểm tôi nhìn thấy người tàn tật ăn xin trên đường, nhìn cái bát đầy tiền trước mặt, nghĩ mình nên cướp đi. Đương nhiên, tôi vẫn nhịn được. La Vạn Nhai nói, mọi người đều nói, đàn ông 30 tuổi mới lập nghiệp, 40 tuổi là độ tuổi chín chắn. Vậy mà bản thân tôi gần 50 rồi, mà trong lòng vẫn còn quá nhiều nghi ngờ. Tôi nghĩ mãi vẫn không rõ, cuộc đời mình nên trải qua thế nào. Khánh Trần im lặng chút rồi nói, Khổng Tử đưa ra câu đó ý nói, kẻ thù 30 tuổi mới xứng để ta đứng lên đánh một trận. Kẻ địch 40 tuổi, ta mới có thể đánh một trận thoải mái, không còn nghi ngờ gì. La Vạn Nhai im lặng suy nghĩ, sao câu này qua lời cậu, Khổng Tử giống như biến thành đại ca giang hồ rồi vậy. Ha ha. Khánh Trần mỉm cười, thật ra 40 tuổi chững chạc có ý là, dù thời điểm trước đó gặp phải chuyện gì không hiểu, đến năm 40 tuổi cũng không thèm suy nghĩ nữa. Bây giờ ông đột nhiên muốn học tập, ngược lại khiến tôi bất ngờ. Sao vậy? Muốn đổi cách thức sinh hoạt mới. La Vạn Nhai như suy nghĩ điều gì đó, hai ngày qua tôi vẫn luôn suy nghĩ, bản thân mình đã tầm thường nửa đời người rồi, vậy cuối cùng mình phải làm gì để nửa đời sau không phải hối hận? Mặc dù Trương Thanh Hoan có hơi ngốc chút, nhưng cậu ta có nói một câu khiến tôi xúc động. Cậu ta nói, trước kia cậu ta luôn cố gắng giúp cuộc sống bản thân tốt lên, nhưng niềm vui của việc này có giới hạn. Hiện tại, việc chúng ta làm là để người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn, loại vui vẻ này không có điểm dừng. Trước đây, tôi chưa chắc đã phục cậu, gọi cậu một tiếng ông chủ, là bởi vì con người tôi biết phân biệt thời điểm đó bản thân nên làm gì, dựa vào điều gì. La Vạn Nhai, nhưng bây giờ có một chút thay đổi, việc bây giờ ngài đang làm, đúng thật bản thân tôi cũng không nghĩ tới. Hiện tại tôi học tập và hiểu rằng mục tiêu đó phù hợp với tôi, tóm lại việc ấy tốt hơn nhiều việc trước đó tôi muốn làm. Đương nhiên, nếu có một ngày ngài không muốn làm chuyện đó nữa, tôi sẽ rời khỏi ban ngày, tự mình làm tiếp. Khánh Trần mỉm cười. La Vạn Nhai thuộc tuýp dân anh chị từng trải, ông ta luôn thể hiện ra dáng vẻ nghe lời, nhưng tất cả cũng chỉ là vì sinh tồn, thái độ cầu sinh của người hiểu biết đối nhân xử thế. Lão khôn khéo đến mức người khác nhìn vào, cũng nghĩ rằng lão đã một lòng một dạ theo Khánh Trần. Nhưng với loại người đã bươn trải dưới tầng đáy xã hội mấy chục năm, sao có thể thoải mái trung thành với một người? Khánh Trần mỉm cười, lão La, bây giờ ông bỏ bớt bộ dạng trung thành, thêm vào một phần chân thành, nhìn rất giống tính cách thiếu niên. Sắp 50 tuổi rồi, lấy đâu ra tính cách thiếu niên? La Vạn Nhai thở dài, chẳng qua như người ngủ say mới tỉnh thôi. Vị nữ giảng viên kia sao rồi? Khánh Trần tò mò hỏi. Xóa rồi. La Vạn Nhai không giải thích nhiều. Cả đời lão đã gặp rất nhiều người có dã tâm, cũng biết dáng vẻ những người đó trông như thế nào. Đầu tiên, bọn họ sẽ dùng giọng điệu giảng giải để tiếp cận, sau đó thử giới của hạn đối phương, cuối cùng nuốt chửng. Nếu là trước kia, La Vạn Nhai sẽ bỏ chút thời gian chơi đùa với đám người này. Nhưng bây giờ lại khác, lão chỉ hận bản thân bước đi chưa đủ nhanh, nên hành trang lên đường bắt buộc phải gọn gàng. Khánh Trần hỏi, vậy ông đã xác định sẽ tiếp tục hoàn thành công việc kia ở thế giới bên trong chứ? La Vạn Nhai gật đầu, chắc chắn. Khánh Trần hỏi, ông có biết không?
mặc dù họp phụ huynh vẫn chưa bị lộ ra. Nhưng một ngày nào đó, cái tên này sẽ bị tập đoàn chèn ép. Bọn họ sẽ liên tục truy sát mọi người, tàn sát tất cả, treo thi thể mọi người trước mặt dân chúng khu ổ chuột, sau đó phá hủy hết mọi thứ các người đã cố gắng thực hiện. Nó giống những thứ ở thế giới bên ngoài mà bậc cha ông từng trải qua. Nhận lấy sự phản bội, tra tấn, ly gián, tập đoàn sẽ làm mọi thứ để xóa bỏ hành động đang phá vỡ quy tắc của họ. Tất nhiên sẽ có người phải hy sinh. Giờ phút này, thái độ trò chuyện của Khánh Trần và La Vạn Nhai chỉ có sự chân thành, thẳng thắn. Khánh Trần vạch ra hậu quả mà tương lai họ phụ, huynh phải đối mặt. La Vạn Nhai nghiêm túc nói, tôi cũng đã nghĩ ra được, bởi vì mấy ngày vừa qua đã đọc rất nhiều sách lịch sử. Có điều, ông chủ, ngài biết chắc chắn tập đoàn sẽ làm gì, vì sao còn hành động. Một việc làm mà cuối cùng cũng bị phá hủy, tại sao vẫn muốn bắt đầu? Khánh Trần nói, tôi muốn ươm một vài ngọn lửa, để người dân khu ổ chuột nhìn thấy chút ánh sáng, để một ngày nào đó, bọn họ không còn phải nhìn thấy bóng tối nữa. Rõ rồi, Khánh Trần nói, tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, hy vọng ông cũng làm được như vậy. Có lẽ từ hôm nay trở đi, chúng ta mới chính thức trở thành bạn đồng hành. Tôi rất tò mò, ông xóa liên lạc với vị nữ giảng viên kia đi, không cảm thấy tiếc sao. Tôi sẽ đi đến phố đèn đỏ. La Vạn Nhai mỉm cười, nơi đó rất tốt. Khánh Trần bất đắc dĩ nói, chuyện này tùy ông thôi. Hiện tại chúng ta đang bị nhắm tới, tôi cần ông phối hợp với toàn bộ thành viên ban ngày bắt đầu di chuyển. Trước khi nguy hiểm ập đến phải rời khỏi nơi này. Hiện tại ban ngày quá nổi rồi, giống như một tấm bia ngắm. Sáng sớm, Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần tới trường học làm thủ tục chuyển trường. Giang Tuyết dẫn theo Lý Đồng Vân và Chân Kỳ Thần Tự đến trường Lý Đồng Vân làm thủ tục chuyển trường, đồng thời cũng làm thủ tục chuyển công việc cho mình. Cô quyết định đến trường mới để dạy vẽ. Sau khi hai đội này ra khỏi cửa, Khánh Trần cũng dùng xe điện ra ngoài. Mọi người đều sử dụng tai nghe Bluetooth, nhìn chẳng giống như đi chuyển trường chút nào, mà giống như đang làm nhiệm vụ gì đó hơn. Giang Tuyết dẫn theo hai đứa bé làm xong thủ tục, sau đó lập tức đến đại lộ Nam Sương, Vương Phủ tỉnh Lạc Thành. Cô mua cho Chân Kỳ Thần Tự mấy bộ quần áo mới, còn Tiểu Đồng Vân không được mua cho bất kỳ thứ gì, bởi vì cô vẫn còn giận. Giữa trưa, sau khi ba người ăn uống xong xuôi thì đi thẳng ra ngoài trung tâm thương mại bằng cửa sau. Nơi đó, có một chiếc xe sẽ chở mọi người đến thẳng Trịnh Thành. La Vạn Nhai nói vào tai nghe Bluetooth, ông chủ, tổ A thuận lợi. Khánh Trần đi xe điện tới Vương Phủ tỉnh, rồi đi thẳng tới trường quốc tế Lạc Thành, chuẩn bị hỗ trợ tổ B. Hắn muốn tất cả thành viên ban ngày biến mất khỏi tầm mắt mọi người để tránh việc bị phục kích trên đường với Trịnh Thành. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 593, Món Quà Từ Tương Lai. Đếm ngược 15 tiếng, Bộ Giáo dục Lạc Thành đã nhấn mạnh rất nhiều lần không được phép học thêm. Nhưng việc thi đại học ở Dự Châu tựa như nghìn vạn quân đi qua cầu gỗ, không có một trường cấp 3 nào dám lơ là trước Tết, sợ học sinh sẽ chơi đến quên cả học tập. Tại Dự Châu, kỳ thi đại học chẳng khác nào hành quân trên chiến trường. Muốn tiến vào trường đại học hạng 2 trở lên, ít nhất phải đạt trên 550 điểm. Cho nên, dù bây giờ là thời điểm cuối năm, khắp nơi răng đèn kết hoa, nhưng học sinh khối 11 vẫn chưa được nghỉ. Hôm nay, tại trường quốc tế Lạc Thành rất náo nhiệt, đám học sinh giống như đám fan hâm mộ theo đuổi thần tượng, đứng chật kín ở tòa nhà giáo viên. Trong đó có cả Từ Tử Mặc, người cùng với Khánh Trần đến Hàm Thành đi thi, cũng đang đứng nhìn đám người. Sau khi cô ấy trở về từ Hàm Thành, bèn xin nghỉ dài hạn, lần lượt đi tới 19 thành phố đạt tư cách Open Beta, xem bản thân có cơ hội trở thành lữ khách thời gian hay không. Nhưng mà cô đã thất bại, dù cô đã đi qua 19 thành phố, thì trên tay vẫn không xuất hiện đếm ngược. Trong cuộc sống, tựa như có một thanh đao vô hình, cắt đứt cuộc sống của một nhóm người với một nhóm người, từ nay rất khó để gặp lại nhau. Cuộc sống vốn dĩ là vậy, hình thành một quá trình, tương đương với hiểu ra một vấn đề, thật ra mình chẳng phải là trung tâm của thế giới. Sao vậy Tử Mặc? Một người bạn nữ hỏi. Không có việc gì. Tử Mặc mỉm cười, sau đó đi về lớp học của mình. Đúng như cô từng nói, gặp được loại người nổi bật kia là may mắn, có nhiều người muốn mà không được. Trong đám người, có một người nhỏ giọng nói,
hôm nay có thật nhiều lữ khách thời gian đến làm thủ tục chuyển trường. Tao nhìn thấy cả Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần của ban ngày tới phòng giáo vụ đấy. Thằng nhóc Lưu Đức Trụ kia từng chép bài của tao khi thi đấy. Tên quỷ nghèo Nam Canh Thần thường xuyên tìm tao vay tiền. Chuyện liên quan đến việc bỗng nhiên xuất hiện một người nổi tiếng bên cạnh này thường được những người bạn quen thuộc đó kể lại. Đồng thời bọn họ rất thích kể chuyện chẳng may hay xấu hổ của người đó, làm vậy khiến cho bản thân họ cảm thấy mình bỗng bước lên tầm cao mới. Lúc này, trước cửa phòng giáo vụ đã xếp một hàng dài. Bình thường, đám học sinh này từ sau khi trở thành lữ khách thời gian toàn trốn học, nay lại đang xếp hàng làm thủ tục chuyển trường. Trường học không quản lý được bọn họ thì để Côn Luân quản lý. Thời điểm Nam Canh Thần và Lưu Đức Trụ đi đến, đám lữ khách thời gian chẳng ai bảo ai mà đều nhường đường, để hai người đi trước, ưu tiên làm thủ tục. Học sinh đang vây quanh xem bỗng ngẩn người ra, loại trật tự cảm giác giai cấp này, bọn họ chưa từng được trải nghiệm. Thật ra trong trường học, người có học giỏi đến mấy, thời điểm xếp hàng vẫn phải xếp hàng, không hề bị ảnh hưởng. Kể cả người có đang mặc cây đồ hàng hiệu cũng chẳng nhận được đặc quyền đó. Cha mẹ làm quan, không có nghĩa bạn cùng trường phải tôn trọng con cái. Đây là môi trường tương đối sạch sẽ, còn chưa bị cuộc sống xã hội bên ngoài vấy bẩn. Nhưng trong vòng tròn lữ khách thời gian thì khác, bọn họ được rèn luyện tại thế giới bên trong, nơi có môi trường sống cực, kỳ phức tạp. Nhóm lữ khách thời gian hiểu rất rõ, hai chữ ban ngày kia có ý thế nào, cũng biết việc Khánh Trần là lãnh tụ kỵ sĩ đời sau có nghĩa ra sao. Bọn họ đã được trải nghiệm cuộc sống trong xã hội, được thế giới ngoài kia dạy bảo những thứ mà trong trường không được học. Lưu Đức Trụ nhìn mọi người, nhỏ giọng nói, không cần nhường cho chúng tôi đâu, mọi người cứ xếp hàng, chúng mình chờ được. Sau khi cậu ta nói ra câu này, trật tự xếp hàng mới trở lại bình thường. Cảnh tượng này đối với đám học sinh chưa trải sự đời, vẫn đưa đến cảm giác xúc động. Trong hàng, có một học sinh đột nhiên hỏi, Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần đến rồi, vậy Khánh Trần đâu? Những người này đối với Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ không hiểu mấy. Chỉ đơn giản cho rằng xung quanh bọn họ có hào quang ban ngày nên mới trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng ban ngày, cuối cùng vẫn phải dựa vào Khánh Trần, cho nên ai nấy đều rất tò mò Khánh Trần liệu đã đi đâu. Giờ phút này, Khánh Trần đi xe đạp điện tới cửa trường học, đầu đội mũ lưỡi chai, mặt đeo khẩu trang. Hắn đảo quanh một vòng, kiểm tra từng biển số xe ở nơi đó. Không có biển số lạ, có thể rút lui, Khánh Trần nói vào tai nghe Bluetooth. Ok, La Vạn Nhai nói. Mấy người canh gác ngầm nhao nhao hành động. Khánh Trần chỉ đến nhìn lại trường quốc tế Lạc Thành, tựa như một người sắp đi xa, muốn gặp lại bạn bè cũ. Trong trường học, Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần làm xong thủ tục nhập học sẽ đi ngay lập tức. Hai người vừa ra khỏi trường học, đã có một chiếc xe taxi dừng lại ở đó, đưa bọn họ tới một chỗ ẩn nấp khác. Nơi đó có sẵn một chiếc xe khác chờ để đổi. Hai người lên xe, Khánh Trần mới leo lên xe điện rời đi. Hắn nói vào tai nghe, mọi người tập trung cùng Giang Tuyết, Tiểu Đồng Vân, Tiểu Chân Kỷ, sau đó trực tiếp tới Trịnh Thành tìm Côn Luân báo danh. Mọi người ở trong trường chờ tôi. Lưu Đức Trụ, ông chủ, ngài không đi cùng sao? Tôi còn chút việc cần kết thúc. Khánh Trần dặn dò, nhớ kỹ, đến trường mới không được trốn học. Có một thứ Côn Luân nói rất đúng, học sinh đang độ tuổi đi học cần phải học kiến thức, bồi dưỡng nên quá trình tư duy. Nam Canh Thần nghi ngờ, anh Trần, mày để mọi người rời khỏi Lạc Thành gấp như vậy là đang phòng ngừa chuyện gì? Cẩn thận chưa bao giờ là thừa. Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần ngồi xe rời đi. Mà ở trước mắt của bọn họ là trường học, với môi trường sinh hoạt mới, đếm ngược một tiếng. Trụ sở tổ chức tương lai ở Bắc Mỹ nằm cạnh quảng trường thời đại tại New York. Đây là nơi phồn hoa nhất trên thế giới, được gọi là ngã tư thế giới. Tổ chức tương lai đã mua cả tòa nhà ở đây, cũng như đưa toàn bộ công nghệ quảng cáo bằng neon ở thế giới bên trong ra trang trí xung quanh. Đêm đến, toàn bộ hình ảnh quảng cáo được bật lên. Một chiếc phi thuyền hạng A khổng lồ gì, chuyển trên không trung, tựa như một nền văn minh khác đang dần xâm chiếm địa cầu. Không chỉ mình cao ốc này, bọn họ còn bán công nghệ này cho các công ty khác, khiến cho ban đêm ở đây còn rực rỡ hơn cả Disney New York. Mỗi ngày, nơi đây đón tiếp cả mấy trăm nghìn du khách, liên miên bất tận. Bọn họ muốn thưởng thức cảnh đẹp của thế giới bên trong. Hình ảnh này thật ra đã quá quen thuộc với dân chúng thế giới bên trong, nó chỉ tác động đến tâm lý dân cư bên ngoài. Thành phố này có thể coi là nơi tiệm cận với thế giới bên trong nhất. Không chỉ quang cảnh,
còn có cả hoàn cảnh sinh hoạt cùng lối sống văn hóa. Thời gian trong nước là 11 giờ đêm, mà nơi này mới là 10 giờ sáng. V-Kép, từng là người phụ trách tổng bộ châu Âu, đã được triệu hồi về tổng hộ. Gã mặc một chiếc áo khoác màu xám, cầm một ly cà phê, bước nhanh tới cao ốc tương lai. Cao ốc được bố trí kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, ngay cả thân phận như V-Kép cũng phải bước qua 3 phần kiểm tra mới được vào. Gã bước vào thang máy, bấm đi lên tầng 42. Nơi này là phòng làm việc của vị Mai, giác tỉnh giả cấp A kia. Gã đang gác chân lên bàn, dùng một quyển tạp chí để che mặt ngủ. V-Kép nhấc quyển tạp chí ra, nhìn dáng vẻ đam mê tử sắc của đồng bọn nói, đêm qua mày lại cắn thuốc đấy à? Mike mở ra nhìn V-Kép, mỉm cười nói, đừng luôn dùng dáng vẻ thế giới sắp bị hủy diệt này chứ. Chúng ta cùng nhau đến phân bộ châu Âu, rồi bị triệu hồi về, bản thân nên hưởng thụ một chút cuộc sống này chứ. V-Kép cười nhạt, có lẽ mày quên rồi, chúng ta làm hỏng chuyện ở châu Âu, để cho tổ chức vương quốc lợi dụng lúc vắng nhà ập đến, nên chúng ta mới bị gọi trở về tổng bộ. Mày và tao đều ở chức vị rất cao, nhưng quyền lực trong tay lại chẳng cái có mẹ gì, cái này cùng với thành viên bình thường khác nhau chỗ nào. Mike nhún vai, anh bạn à, thời thế thay đổi, nhưng mày là giác tỉnh giả cấp B, tao là giác tỉnh giả cấp A, thực lực còn rõ ràng ở đó. Bọn họ muốn xa lánh chúng ta cũng không được, nên đừng nóng nảy như vậy. Mày không đọc tin tức ở phương Đông sao? Tên Joker kia lộ thân phận rồi, V-Kép nói có chút nặng nề. Thực tế, chuyện không may lớn nhất lúc trước bọn họ gặp phải chính là không phòng ngừa loạt bom nổ ở khắp nẻo đường Amsterdam. Mặt khác, tia laser của Mike có lực phá hoại quá lớn, cũng khiến Amsterdam bị phá hủy quá nhiều. Cuộc chiến đó dẫn đến toàn bộ châu Âu đều sinh ra mâu thuẫn với tương lai. Mặc kệ tương lai có dùng cách nào để hòa hoãn mối quan hệ, cũng không thay đổi được mâu thuẫn giữa hai bên. Tương lai vì không muốn mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào, chỉ còn cách rút V-Kép và Mike trở về. Mà tên đầu sỏ của vụ này chính là Joker. Mike mỉm cười, đêm qua tình báo đã gửi về, ông chủ cũng nhìn thấy rồi. Ông chủ nói thế, nào, V-Kép nhíu mày, mặc kệ nó sao? Làm sao mặc kệ được chứ? Mike nhìn xuống đếm ngược ở cổ tay, còn một tiếng nữa là xuyên qua, món quà ông chủ gửi tặng cho ban ngày đang trên đường tới rồi. Chương 594, vật cấm kỵ ACE-004, chân thị chi nhãn. Bên trong biệt thự ban ngày tuy rằng kéo rèm cửa kín mít, nhưng lại đèn đuốc sáng trưng, còn có tiếng nhạc vọng ra. Có những bóng người đung đưa bên rèm cửa, nhìn vô cùng náo nhiệt. Lúc này, có hai chiếc máy bay không người lái ù ù bay tới, chúng bay thẳng vào trong khu biệt thự nhà vườn quốc bảo, rồi đi vào chỗ ngôi biệt thự trong cùng. Hai chiếc máy bay không người lái chia nhau ra, một cái bay đến biệt thự ban ngày, một cái bay tới trước biệt thự của La Vạn Nhai. Hai chiếc máy bay không người lái này khác với máy bay không người lái bình thường ở thế giới bên ngoài. Món đồ này được sử dụng động cơ tua bin, tốc độ bay nhanh hơn, tải trọng cũng mạnh hơn. Hai máy bay không người lái này chở theo hai hộp đen. Sau khi nó xác định cẩn thận vị trí lập tức thả hai hộp đen này xuống. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên. Hai ngôi biệt thự bốc cháy rừng rực, tỏa ra ánh lửa ngút trời. Ngói phía trên cùng bị thổi bay, cửa kính xung quanh cũng bị nổ vỡ vụn. Hai chiếc máy bay không người lái bay lên cao, sau đó hòa mình vào bóng đêm, bay thẳng về phía bắc. Nó bay đến tận bay măng rồi từ từ hạ xuống. Trong núi, có một người châu Á mang làn da màu lúa mì bỏ mắt kính xuống, mở chiếc hộp bên cạnh ra, chuẩn bị cất máy bay không người lái vào. Nhưng vào lúc này, Ương Ương từ trong đêm tối hạ xuống, nói vào tai nghe, tìm được rồi, giết chứ. Ừ, giết thôi, Khánh Trần nói, không thẩm vấn chút sao. Hỏi xem hắn là người của bên nào, Ương Ương tò mò. Khánh Trần nói, thời gian quá ngắn, chuẩn bị xuyên qua rồi. Sợ rằng tên đó vừa tới thế giới bên trong sẽ lập tức bị giết để diệt khẩu. Tóm lại, người này là từ tổ chức nào cũng chẳng khó đoán, tương lai ở Bắc Mỹ, thần đại ở Nhật Bản, huyền vũ ở trong nước, dù là bên nào thì cũng đều là kẻ địch cả. Làm sao cậu biết nhất định sẽ có người đột kích biệt thự ban ngày? Ương Ương hỏi, mình không biết, chỉ đề phòng thôi. Trong lịch sử, đám người giỏi tính toán toàn là những người thích chuẩn bị nhiều hơn người khác mà thôi. Khánh Trần đứng ở trên đường phố, bên ngoài khu biệt thự nhà vườn quốc bảo, bình tĩnh nhìn ngọn lửa đang bốc lên cao kia. Ương Ương cấp tốc hạ xuống,
Tuy cô chưa chạm đất mà trường lực đã tạo ra sức ép to lớn, ép cỏ và cây cong xuống. Người trẻ tuổi trên mặt đất đang định rút lui thì lại bị trường lực đè xuống, tựa như phải cõng cả một ngọn núi trên lưng. Ngay cả mặt đất rắn chắc cũng bị ép lún xuống một lỗ lớn. Người trẻ tuổi cố gắng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nụ cười từ Ương Ương, sau đó biến thành một luồng huỳnh quang, tiêu tán trong màn đêm. Người kia biến mất, bỗng trên mặt đất xuất hiện một ngôi sao năm cánh màu xanh lam. Phía bên ngoài ngôi sao năm cánh còn có đường vân như nòng nọc, kỳ lạ mà thần bí. Ồ, bẫy! Ương Ương cảm thấy kỳ lạ. Cái dương để đựng máy bay không người lái rơi xuống đất, bỗng nhiên có một luồng năng lượng khổng lồ xuất hiện, tràn ra. Ương Ương đưa hai tay lên trước mặt ngăn lại, sau đó nhanh chóng bay lên trời. Ầm một tiếng, trong dương như chứa năng lượng từ mặt trời khổng lồ, thổi bùng ra ánh lửa lớn. Nhiệt độ cao khuếch tán, đẩy lui không khí lạnh lẽo lúc nửa đêm. Cũng may, Ương Ương phản ứng nhanh, kịp thời né tránh, nếu không cô sẽ phải chết ở chỗ này. Khánh Trần, kẻ thù nào của cậu mà khi thân thể biến mất, sẽ hiện ra ký hiệu hình ngôi sao? Ương Ương ở trên bầu trời nói, cô dùng điện thoại chụp lại ký hiệu ngôi sao màu lam. Khánh Trần nói, bên phía Bắc Mỹ đã lộ ra một chuyện, ông chủ của tổ chức tương lai sở hữu một vật cấm kỵ. Nghe nói phương pháp sử dụng là khi nhìn thấy ánh mắt chứa sát ý của kẻ địch sẽ được dịch chuyển tức thời. Cho nên, vị ông chủ của tương lai này mới được gọi là người không thể bị giết, chim bất tử. Ông chủ tương lai sao? Ương Ương tò mò, không phải, mình nhìn thấy một người châu Á trẻ tuổi mà, giống như người Đông Nam Á hơn. Còn ông chủ tương lai phải là người da trắng chứ? Chuyện này mình không rõ, nhưng chuyện cậu kể lại, giống hệt với lời đồn. Khánh Trần nói, rút lui thôi, không cần kéo thêm phiền phức nữa. Đúng rồi, cậu tập trung lại với mình chứ? Không đi. Ương Ương mỉm cười nói, đằng nào sau khi xuyên qua cũng chẳng gặp nhau. Vậy chút gặp lại, Khánh Trần nói. Hắn nhìn La Vạn Nhai bên cạnh, trước đó có nói ông mua bảo hiểm nhà ở, có tác dụng chứ? Có, bảo hiểm hư hại kết cấu, lũ lụt, hỏa hoạn, chuyện ngoài ý muốn. La Vạn Nhai gật đầu, vị ông chủ này đúng thật không chịu đựng nổi thiệt thòi. Khánh Trần nói, vậy ông nhanh đi báo án thôi, sau đó dập lửa. Bên bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp điều tra và cứu vãn tổn thất. Sau khi báo án xong, tôi với ông chia ra rút lui. Tôi sẽ đi theo phía sau theo dõi tình hình. Rõ rồi. La Vạn Nhai gật đầu, tôi thật sự không nỡ rời khỏi hai căn biệt thự kia, thật đáng tiếc. Ở nơi đó mọi người vui vẻ biết bao. Khánh Trần nhìn hai căn nhà đang bốc cháy, lão La, khi ban ngày chuyển mình từ phía sau màn lên sân khấu, sẽ phải trải qua những chuyện thế này. Chúng tôi còn phải đi học, phía bên ngoài trường đành nhờ hết vào ông. Ông chủ yên tâm. Khi hai người còn đang trò chuyện, thì ở một căn biệt thự nào đó, Trương Uyển Phương và Tần Thư Lễ hoảng hốt chạy ra ngoài, nhìn ánh lửa phóng lên tận trời. Tần Thư Lễ cầm lấy áo khoác nói, anh đi xem có chuyện gì. Hình như lửa bốc lên từ phía biệt thự ban ngày. Thật ra, vị trí trung tâm của khu biệt thự chỉ có 5 căn nhà, trong đó có 2 căn biệt thự là của ban ngày, nên dù có là người ngu cũng biết tiếng nổ bên đó nhất định có liên quan tới ban ngày. Hơn nữa, dựa vào độ lớn của tiếng nổ này để phán đoán, người trong biệt thự khó mà thoát chết nổi. Tần Thư Lễ muốn ra ngoài, bỗng bị Trương Uyển Phương kéo tay lại, nhìn ông ta không nói gì. Tần Thư Lễ ngạc nhiên, hiện tại anh đã bắt đầu tu hành, chẳng may Khánh Trần có bị thương trong đó, nói không chừng anh có thể giúp đỡ. Lần trước, sau khi xuyên qua, Tần Thư Lễ vì là người nhà màu lam nên đã nhận được tư cách tu hành chú Đại Bi. Thậm chí còn có một tổ đội giúp ông ta quán đỉnh lên đến cấp D. Bây giờ, ông ấy cũng coi như đã bước vào cánh cửa tu hành. Nhưng, Trương Uyển Phương vẫn kéo ông ta lại mà không nói gì, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Thư Lễ. Trương Uyển Phương nói, chẳng may nơi đó có nguy hiểm, anh cũng bị người ta phục kích, em và Hạo Hạo phải làm sao? Em chỉ có mình anh. Thân thể Tần Thư Lễ run rẩy, cuối cùng thở dài nói, Uyển Phương, em ở nhà trông nom Hạo Hạo. Dù sao anh cũng phải qua đó xem tình hình thế nào, nếu giúp được anh sẽ giúp, thằng bé là con của em, hơn nữa nó cũng đã âm thầm giúp đỡ anh. Tần Thư Lễ nói xong liền bước ra bên ngoài. Ông ta đi đến hiện trường vụ nổ, hỏi han nhân viên phòng cháy chữa cháy, chào ngài, biệt thự này bị sao vậy? Có người thương vong gì không? Không có thương vong, cũng may không có ai ở trong nhà. Nhân viên chữa cháy nói, phiền ngài nhường đường, để chúng tôi làm nhiệm vụ. Vâng, vâng,
Tần Thư Lễ lùi lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ban ngày biến mất khỏi đây. Tần Thư Lễ biết, thân tình giữa Trương Uyển Phương và Khánh Trần đã đứt gãy hoàn toàn. Đếm ngược 30 phút, đám người Lưu Đức Trụ đến cửa tiệm sách Côn Luân. Một cửa hàng mấy chục mét vuông đáng lẽ phải chứa đầy sách nay lại trống rỗng. Bên trong chỉ có mình Tiểu Ưng chán nản ngồi trước quầy, nhíu mày xem tin tức. Giang Tuyết đi tới trước quầy gõ gõ, xin chào, tôi hỏi chút, làm cách nào để đến trường học của Côn Luân vậy? Tiểu Ưng ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt lóe sáng, ôi, sao các người lại có mặt ở đây vậy? Biệt thự ban ngày mới bị tập kích, tôi còn lo lắng mọi người đã xảy ra chuyện gì rồi. Tập kích? Giang Tuyết nghi ngờ hỏi. Xem ra mọi người không biết. Đi, 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 tôi dẫn mọi người đến trường học trước cái đã. Tiểu Ưng nói, học sinh đã báo danh được hơn một nửa rồi, để tôi đưa mọi người đi kiếm mấy phòng ký túc xá tốt nhất. Chúng ta là người quen, hơn nữa phía chúng tôi rất mong chờ ban ngày. Chuyện này mọi người để tôi, đảm bảo khiến ai cũng sẽ hài lòng. Đám người Lưu Đức Trụ đưa mắt nhìn nhau, con hàng này nói lải nhải cả buổi cũng không sao, nhưng trong lời nói lại có hàm ý muốn gia nhập ban ngày là sao? Tiểu Ưng dẫn đường phía trước, đi tới một cái tủ sách sát tường. Anh ta kéo giá sách ra, sau đó lấy từ trong túi ra một viên đá màu đỏ, đặt vào cửa sắt ẩn đằng sau giá sách. Viên đá màu đỏ kia giống như bị cửa sách nuốt chửng, sau đó bề mặt bức tường bỗng xuất hiện từng gợn sóng. Đây là, Lý Đồng Vân do dự nói, vật cấm kỵ ACE-004, chân thị chi nhãn. Ồ, có kiến thức, món đồ này ngay cả ở tổ chức tình báo Hồ Thị cũng chỉ mới ghi chép tên, còn chưa ghi tác dụng cùng hình dáng, sao em biết? Tiểu Ưng tò mò, trong hồ sơ tuyệt mật của Lý Thị có ghi chép, nhưng thứ này hình như không thuộc về liên bang. Nó hẳn nên nằm trong tay quần thể vu sư, sát thủ cực mạnh, chuyên săn quái vật chứ. Lý Đồng Vân hỏi, Giang Tuyết đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Cô biết, con gái mình đang ở trong tập đoàn Lý Thị. Cô cũng biết người giúp mình chính là đứa con gái quý báu bên cạnh đây. Chẳng biết nó học thói quỷ quyệt ở đâu, dám lợi dụng việc lữ khách thời gian không biết quá khứ. Bịa ra một đoạn ký ức ân nhân cứu mạng, khiến Giang Tuyết nghĩ mình thật sự cứu được một nhân vật quan trọng nào đó. Mỗi lần cô nghĩ đến việc này, đều rất muốn đánh cho Tiểu Đồng Vân một trận. Chân Kỳ Thần Tự không hiểu gì, nhưng cô bé nhạy cảm nhận ra không khí có gì đó không đúng, bèn ôm lấy cánh tay Giang Tuyết, mỉm cười. Khi đó, Giang Tuyết mới ổn định lại, vẫn là Tiểu Chân Kỳ ngoan hơn. Lúc này, Tiểu Ưng nói, món đồ ở trong tay anh chẳng phải vật cấm kỵ ACE-004 thật sự đâu, vật cấm kỵ ACE-004 không phải chỉ có một cái. Điều này tuy không phải bí mật gì với Côn Luân, nhưng nói nhiều quá thì không được. Nếu mọi người tò mò, có thể nói Khánh Trần đi hỏi sếp Trịnh, dù sao cậu ấy cũng là thành viên của Côn Luân mà. Lý Đồng Vân đột nhiên nói, anh cố tình để chúng tôi nhìn thấy chân thị chi nhãn, thật ra là đang muốn dùng món đồ này để câu anh Khánh Trần của tôi đúng không? Ha ha ha, thật sao? Tiểu Ưng lúng túng đi vào vách tường. Gợn sóng trong suốt trên đó bị tác động vào, sau đó Tiểu Ưng biến mất không thấy gì nữa. Giang Tuyết nhìn mọi người, rồi dẫn đầu bước vào. Khi bước vào bên trong, tất cả mọi người đều ngẩn ra, bọn họ nhìn thấy trên đỉnh đầu là vũ trụ mênh mông, bên tai văng vẳng tiếng sóng biển. Bọn họ từ trong thành phố đi xuyên qua một cánh cửa, tới một hòn đảo trên biển, đếm ngược về không, xuyên qua. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 594, Phó Ti Khánh Trần, Mật Điệp Ti. Thế giới chìm trong bóng tối, rồi ánh sáng lại một lần nữa hiện ra. Khánh Trần vẫn đứng tại thành phố số 10 lúc nửa đêm, tựa như mới hôm qua vừa đến tặng mẹ Trương Văn Tế bó hoa kia. Hắn quay đầu, nhìn lại cao ốc phía sau lưng, hy vọng mẹ cậu ấy có thể cảm nhận được suy nghĩ của Trương Văn Tế, trở về đếm ngược 168 tiếng. Vẫn là chu kỳ 7 ngày, điều này chứng minh thế giới bên ngoài và bên trong liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ, đan xen vào nhau. Khánh Trần cầm lấy điện thoại di động gọi cho Giang Tuyết. Alo, cô Giang Tuyết, mọi người đến trường học bình an chứ? Giang Tuyết, mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng có một chuyện kỳ lạ xảy ra, bọn cô đến hiệu sách Côn Luân, đi xuyên qua một cánh cửa bằng sắt. Chuẩn xác mà nói, cánh cửa sắt đó không hề mở, nhưng lại có thể để bọn cô đi qua. Tiểu Ưng nói,
Đây là tác dụng của vật cấm kỵ ACE-004, chân thị chi nhãn, cụ thể thế nào phải do chính cháu hỏi Trịnh Viễn Đông. Bọn cô đi xuyên qua cánh cửa thì đến một hòn đảo, cũng chẳng biết hòn đảo đó nằm ở đâu. Nhưng mặt biển rất rộng lớn, nhìn không thấy bờ. Khánh Trần hỏi, lúc mọi người đến đó là ban ngày hay ban đêm? Giang Tuyết, ban đêm. Khánh Trần hỏi, mặt trăng nằm ở vị trí nào? Giang Tuyết, phía đông, có cảm giác một chút nữa thôi là sẽ chìm xuống biển. Lịch âm đã gần cuối tháng, mặt trăng mọc phía tây lặn phía đông. Hòn đảo mà đám người Giang Tuyết đến chuẩn bị chào đón bình minh, vậy chứng tỏ nơi này ở phía đông đại lục, rất có thể là nằm trên Thái Bình Dương. Nhưng hòn đảo này chắc chắn sẽ nằm không xa đại lục lắm, nếu như khoảng cách xa chắc chắn sẽ phải là ban ngày. Khánh Trần lại hỏi, nhiệt độ trên đảo thế nào? Ấm áp hay rét lạnh? Giang Tuyết nói, rõ ràng ở trên đảo nhưng thời tiết không ấm áp, mà cô cảm giác nhiệt độ chỉ khoảng 5 độ C. Nơi đó chỉ ấm hơn Lạc Thành một chút. Khánh Trần đứng trên đường suy nghĩ, như vậy, nơi đó chắc hẳn nằm ở vị trí 35 đến 45 độ Vĩ Bắc. Nếu nằm lệch về phía Nam hoặc phía Bắc đều rất khó đạt được nhiệt độ này. Thời gian trên đảo lúc đó khoảng 5 giờ sáng, 40 độ Vĩ Bắc, tính khoảng cách thì lấy múi giờ nhân với 15 nhân với 111 cây số với C0S40, tương đương với 1.275,39 cây số. Đảo này cách kinh thành khoảng 6.377 cây số. Nơi đó múi giờ là 15, khoảng cách với xích đạo tầm 111 cây số, dựa vào đó để tính khoảng cách. Hơn nữa, khoảng cách giữa Kinh Thành và Đông Kinh ở Nhật Bản chỉ cách nhau 2.478 cây số. Rõ ràng, hòn đảo này nằm trên Thái Bình Dương mà cách Nhật Bản vẫn còn rất xa. Khánh Trần nghi ngờ bởi vì hắn chưa từng nghe thấy có hòn đảo khổng lồ nào ở vị trí đấy. Hawaii cách Kinh Thành 7.500 cây số, thuộc quyền sở hữu của Mỹ. Nói cách khác, nếu thông tin Giang Tuyết cung cấp không có sai lầm nào, vậy trường học của Côn Luân cách Hawaii tầm 1.000 cây số, bằng với khoảng cách từ Kinh Thành đến Hải Thành. Nhưng những hòn đảo xuất hiện trên Thái Bình Dương đều đã có chủ sở hữu. Loại địa phương này đã được chia chác xong xuôi từ thế kỷ 19 rồi. Côn Luân đảo đâu ra một hòn đảo vô chủ đây? Về việc này, cứ coi như Côn Luân dùng một cách nào đó xây dựng nên một hòn khổng lồ đi. Nhưng vấn đề ở chỗ, các hòn đảo đều sẽ được vệ tinh thời gian thực nhìn thấy. Côn Luân xây dựng một trường học ở đây lẽ nào không bị phát hiện? Côn Luân dựa vào thủ đoạn gì để có thể giấu một hòn đảo khổng lồ khỏi những con mắt toàn thế giới? Khánh Trần thật sự không hiểu. Hắn muốn biết đáp án của chuyện này, có lẽ chỉ còn cách đi hỏi Trịnh Viễn Đông. Vấn đề này đã vượt qua phạm trù khoa học, nên có lẽ khoa học sẽ không cách nào giải thích được. Đương nhiên, người nghi ngờ không chỉ có mình hắn, mà còn có cả Giang Tuyết, bởi vì cô không hiểu được, chỉ dựa vào một hai câu nói của mình, sao Khánh Trần lại có thể suy đoán ra vị trí đại khái của trường học được. Khánh Trần nói trong điện thoại, cô Giang Tuyết, cô ở trong trường nhớ để ý đến mọi người, sau đó cháu sẽ vào. Giang Tuyết nói, ừ, cháu ở ngoài chú ý an toàn. Tổn thất hai căn biệt thự cũng không sao, chỉ cần thành viên của ban ngày đều khỏe mạnh là được rồi. Khánh Trần ngạc nhiên, ủa, có tổn thất gì đâu, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường mà, đó là trường hợp hỏa hoạn bình thường. Thật ra, nếu có người kiểm tra cẩn thận sẽ biết biệt thự là bị nổ. Nhưng, những thành viên Côn Luân sẽ là người đến kiểm tra hiện trường. Khánh Trần chắc chắn, Côn Luân nhất định sẽ thông báo đây là một đám cháy bình thường. Cho nên, trong việc này hắn chẳng mất chút gì cả. Duy nhất có một điều cần phải chú ý, đó là lữ khách thời gian của Bắc Mỹ đã có ý đồ vươn ra tầm thế giới. Thậm chí, bọn họ đã thẩm thấu vào liên bang ở thế giới bên trong và cả trong nước ở thế giới bên ngoài. Sợ rằng, sau này va chạm sẽ càng ngày càng nhiều. Khánh Trần cúp điện thoại, nhưng hắn chưa có ý định rời khỏi thành phố này. Hắn đi tới cao ốc Lôi Minh, vào quán bar Tiêu Đường. Hắn biến trở về khuôn mặt thật của mình, bởi vì lo lắng khi lão thẩm nhìn thấy mình sẽ nghi rằng có người xâm lấn mà cho nổ nơi đó. Hắn cũng biết, quán bar Tiêu Đường hoạt động bằng cơ chế hội viên, không kinh doanh với người ngoài. Người ở trong quán bar đều là nhân viên mật điệp ti mặc thường phục. Người pha chế ở sau quầy ba mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng áo khoác sọc ngựa vằn. Vẻ mặt anh ta vô cùng kích động, nhưng vì sợ bị kỷ luật nên không dám nói câu nào. Trong quán ba, có 10 người yên lặng nhìn Khánh Trần, ai nấy đều cố kìm nén cảm xúc, khiến Khánh Trần có chút xấu hổ. Sao vậy? Khánh Trần dở khóc dở cười. Đám người nghe thấy Khánh Trần mở lời,
thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một người trung niên đứng ở sau quầy ba lên tiếng, "Ty trưởng Khánh Trần, cuối cùng ngài đã trở về." Bây giờ, Khánh Trần đã không còn thân phận gián điệp bí mật nữa, mà là phó ty của Mật Điệp Ty. Thực tế, trước khi Khánh Trần xuất hiện, Mật Điệp Ty chưa từng tồn tại chức vụ phó ty. Ty trưởng là cái bóng, phía dưới trưởng ty là gián điệp bí mật, dưới gián điệp bí mật là Diêu Chuẩn, dưới Diêu Chuẩn là người chỉ điểm. Cấp bậc rất ít, kết cấu cực kỳ đơn giản. Lúc trước, người thiết lập nên cơ cấu Mật Điệp Ty chính là tổ tiên Khánh Thị, Khánh Trần. Theo suy nghĩ của vị tổ tiên này, thứ một tổ chức tình báo cần nhất là lực kêu gọi. Cấp bậc dư thừa rườm rà sẽ làm chậm quá trình thu thập cũng như báo cáo tin tức tình báo. Ngành tình báo phải đấu tranh, giành giật từng giây từng phút, cho nên trong Mật Điệp Ty, cái bóng là tồn tại trí cao vô thượng, một lời quyết định mọi chuyện. Rất nhiều người lo lắng rằng, các đời cái bóng khi giành được quyền lực lớn lao như vậy sẽ dẫn đến trạng thái mất cân bằng nội bộ. Vậy nên bọn họ đã yêu cầu lập nên chức vụ phó ty để cân bằng quyền lực. Nhưng Khánh Trần không nghĩ vậy, đây là một cơ cấu quyền lực đầy tính bạo lực, quyền hành nên được tập trung, không được phép lục đục nội bộ. Cho nên tại Khánh Thị, mỗi một vị lãnh đạo trong quân đội đều giành được quyền nói chuyện tuyệt đối. Cách này tạo ra một tai họa ngầm bởi vấn đề mất cân bằng quyền lực, nhưng Khánh Trần tin tưởng từ rất nhiều cái bóng tuyển ra một vị gia chủ. Người này nhất định sẽ khống chế được mọi thứ. Ông ta tin, một vị cái bóng có thể bước lên vị trí gia chủ sẽ là người mạnh mẽ nhất, thông minh nhất trong gia tộc. Mà bây giờ, bỗng xuất hiện vị trí phó ty. Tất cả mọi người đều hiểu, chức vị này có ý nghĩa gì. Không phải cái bóng đang tìm người tranh quyền với mình, mà là vì quá trình bình ổn quyền lực. Sau đó giao vào tay Khánh Trần. Trước đó, Mật Điệp Ty sẽ nằm gọn trong tay cái bóng, đây là quy tắc ngầm. Nhưng Khánh Trần của hiện tại không phải cái bóng, thậm chí phần lớn mọi người đều nghĩ hắn không phải ứng cử viên cái bóng, cho nên việc làm của cái bóng đã đụng chạm vào quy tắc. Có điều, bên trong hệ thống tình báo, từ trên xuống dưới không ai nói ra một câu phản đối nào. Tựa như trong suy nghĩ của bọn họ, việc Khánh Trần đứng ở vị trí đó là điều đương nhiên. Đồng thời họ muốn tỏ thái độ rằng sẽ chỉ nhận mình Khánh Trần làm cấp trên. Người trung niên đứng sau quầy rượu nói, "Phó ty Khánh Trần, chúng tôi là người phía dưới của lão Thẩm, có trách nhiệm canh chừng khách khứa đi vào và bảo vệ những tài liệu dưới lòng đất. Mọi người ở đây đều đã chờ ngài một tháng, lão Thẩm nói ngài nhất định sẽ đến, chỉ là không biết ngài đến lúc nào." Khánh Trần hỏi, "Có chuyện gì không?" Trung niên ngạc nhiên, "Cũng không có chuyện gì, chỉ là việc ngài đưa trưởng quan Khánh Mục trở về, cùng với cứu thuộc hạ của ngài ấy ra khỏi căn cứ A02, khiến chúng tôi vô cùng kính nể." Người pha chế nói, "Không chỉ có thế, ông chủ cái bóng còn thông báo trong kênh nội bộ, ngài giết đã chết thần đại Vân Hợp ở thành phố 22, cùng với bắt quản sự thần đại Tĩnh Thừa của Thập Thường Thị." "Ai già, Thập Thường Thị đó?" Người trung niên nói, "Hiện tại, thần đại Tĩnh Thừa đã bị giam trong chuồng heo của khu quân sự phía Nam. Thần đại đã cử người đến trao đổi gã, nhưng ông chủ cái bóng không đồng ý. Chuyện này quá chấn động, khiến lòng người phấn khích cũng như hả giận. Thật ra, chỉ việc Khánh Trần cứu những nhân viên tình báo bị giam ở căn cứ A02 ra đã là kỳ tích rồi, nhưng hắn lại còn bắt cả quản sự Thập Thường Thị về. Nếu không phải bọn họ còn đang cố giữ gìn vẻ tri thức, thì đám nhân viên tình báo ở đây đều đã hét lên vãi trưởng con mẹ nó rồi." Khánh Trần mỉm cười, "Đây là việc tôi phải làm, còn chuyện gì khác không?" Người trung niên bỗng nhiên nói, "Ông chủ cái bóng nói ngài tạm thời chưa trở về, nhưng chúng tôi sẽ chờ tới ngày đó." "Được rồi." Khánh Trần gật đầu, hắn còn nghi ngờ đây là cái bóng chỉ đạo họ luyện tập, sợ mình chạy mất không trở về nữa. Nếu là người khác, Khánh Trần sẽ không đưa ra suy đoán như vậy, nhưng đây là cái bóng, có làm ra hành động gì hắn cũng đều hiểu được. Lúc này, Khánh Trần nghĩ đến một đám người ở Mật Điệp Ty đang chờ mình, nói không tự hào là dối lòng. Nhưng hiện tại, hắn chưa thể về được. Một khi trở về, hắn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến phe phái bên trong nội bộ Khánh Thị. Đồng thời, nếu làm vậy, hắn sẽ bỗng chốc trở thành một cái bia ngắm rõ ràng cho người ta tập bắn. Chẳng thà trốn ở một nơi nào đó bí mật còn hơn, lúc đó hắn tha hồ mà bố cục. Chương 596, phương pháp thu nhận đoàn tàu hơi nước kỳ diệu. Hắn bước vào trong thang máy, theo thứ tự nhấn xuống tầng 4, 10, 2, 18, 3, 16, 5, 17, 8. Hắn ấn đến đâu đèn ở các nút đó liền vụt tắt.
thang máy không đi lên mà từ từ hạ xuống. Quá trình ấn nút các tầng phải đúng, sai một số cũng đều không được, chỉ khi hoàn thành mới có thể khởi động chương trình ẩn. Cửa thang máy mở ra, lão Thẩm vẫn ngồi ở chiếc bàn nhỏ đằng trước. Lão ngẩng đầu lên nhìn Khánh Trần, rồi đẩy chiếc hộp nhỏ trước mặt ra xa, hiện tại, ngài đã xem như là cấp trên của tôi. Đây là huân chương bạch quả, đại biểu cho vinh dự cao nhất của tập đoàn Khánh Thị. Ngài cầm theo hay vẫn để ở chỗ tôi? Khánh Trần mỉm cười, đặt ở chỗ ngài thôi, tôi cầm theo có chút không tiện. Tôi có mấy chuyện muốn hỏi ngài chút, bởi vì lão Thẩm ngài là người cai quản cơ sở dữ liệu của mật điệp ti, chắc là sẽ quen thuộc với mấy vấn đề này. Lão Thẩm nheo mắt nói, cấp trên hỏi, đương nhiên tôi biết gì sẽ nói nấy. Vật cấm kỵ ACE-004 rốt cuộc là thứ gì? Khánh Trần hỏi, theo tư liệu ở bên ngoài, nó được miêu tả giống như một viên đá màu đen, nhưng không nói rõ tác dụng cụ thể. Lão Thẩm nói, đây đúng là bí mật tối cao. Viên đá màu đen kia gọi là chân thị chi nhãn, nhưng chân thị chi nhãn không chỉ có một viên, chúng là dụng cụ thi pháp của Vu Sư. Vào kỷ nguyên trước, nó được Vu Sư và Nhậm Tiểu Túc chia nhau bảo quản, cuối cùng được tặng cho truyền thông hy vọng. Nhưng hiện tại, nó không nằm trong tay truyền thông hy vọng nữa, mà đã chuyển qua tay tổ chức khán giả. Không chỉ có một viên, Khánh Trần nghi ngờ. Đúng, chân thị chi nhãn tồn tại trên đời có tổng cộng 100 viên, 3 viên màu đen, 12 viên màu vàng và 72 viên màu đỏ. Hiện tại, số lượng còn lại không xác định rõ là bao nhiêu, nhưng cao nhất là màu đen. Lão Thẩm nói, nghe nói, nó là công cụ giúp Vu Sư minh tưởng và thi pháp, giải phóng chú ngữ. Có hai loại chú ngữ nổi tiếng nhất là Chúc Hạnh Phúc và Đại Hưng Tây Bắc, thứ này không được ghi trong tài liệu. Đương nhiên, khán giả cũng không có nhiều chân thị chi nhãn, nghe nói bọn họ chỉ còn 12 viên, tuy nhiên chưa rõ cấp bậc thế nào. Khánh Trần hỏi, tôi nghe nói, khi sử dụng viên đá này có thể mở ra một cánh cửa, xuyên qua một không gian khác. Lão Thẩm nheo mắt nói, xuyên qua không gian khác thì hơi quá, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến được nơi khác, cũng là tác dụng thường được biết đến của chân thị chi nhãn. Người sở hữu ở một chỗ, quay 10 vòng theo chiều kim đồng hồ, lập tức có thể mở ra cánh cửa đến một nơi mà người đó hy vọng nhất. Có điều, cánh cửa này, một người suốt cuộc đời chỉ có thể chọn một lần. Người sốt ruột đi nhà vệ sinh, lập tức sẽ mở ra cánh cửa đến nhà vệ sinh. Có trẻ em thích bánh kẹo, tạo ra cánh cửa dẫn tới cửa hàng tạp hóa. Sau này có hối hận cũng không kịp. Thú vị, Khánh Trần cảm thấy vật cấm kỵ ACE-004 này đáng chờ mong. Không biết bản thân mình muốn đi nơi nào nhất. Nói thật, chính bản thân hắn cũng không biết mình muốn đi đâu. Công dụng di chuyển của vật cấm kỵ ACE-004 không thể nào bằng vật cấm kỵ ACE-008 ám ảnh chi môn được. Nhưng chân thị chi nhãn không những cũng có tác dụng đó, mà quan trọng là không cần độc thân cả đời. Điều kiện độc thân vĩnh viễn này thật sự khiến người ta phải suy ngẫm. Khánh Trần hỏi, có vật cấm kỵ nào có thể tạo ra một hòn đảo trên biển không? Lão Thẩm ngạc nhiên, vật cấm kỵ ACE-013, kình đảo. Món đồ này không phải nằm ở vùng biển cấm kỵ sao? Ngài gặp được nó rồi, đã mấy trăm năm chưa từng có ai nhìn thấy nó. Khánh Trần lắc đầu, chưa nhìn thấy, chỉ có chút suy đoán thôi. Đúng rồi, cái bóng nói tôi nhất định phải đến đây một chuyến, có chuyện cụ thể sao? Lúc này, lão Thẩm nhìn về phía một cánh cửa mới mở ra, làm Khánh Trần ngạc nhiên một lúc lâu. Lão Thẩm quay đầu nhìn Khánh Trần đang đứng đó mỉm cười, cái bóng dặn dò. Ngài ấy biết cậu muốn đi khắp những vùng đất cấm kỵ ở ngoài hoang dã dải sầu. Khánh Chuẩn là người có nhiều hiểu biết về vùng hoang dã nhất trong mật điệp ti, cho nên ngài ấy sắp xếp cậu ấy đi theo ngài. Có cái gì không hiểu, ngài có thể hỏi cậu ấy. Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn đang đeo chiếc ba lô leo núi trên vai, gã cũng từng là cấp dưới của mình tại cục tình báo số 1. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, đi cũng được, nhưng trước khi đi tôi phải nói rõ chuyện này, đi nơi nào, làm cái gì, làm thế nào, đều phải nghe theo tôi. Khánh Chuẩn mỉm cười, không vấn đề, cậu là ông chủ. Khánh Trần và Khánh Chuẩn đi mua sắm chút đồ sinh hoạt và một cái ba lô leo núi. Khánh Trần ném cái ba lô cho Khánh Chuẩn, để anh ta cầm cả hai. Khánh Chuẩn ngạc nhiên nhìn Khánh Trần, ông chủ, để một mình tôi xách hai ba lô có vẻ không ổn lắm thì phải. Có gì mà ổn với không ổn chứ? Khánh Trần thản nhiên nói, nào có chuyện cùng đi với ông chủ mà để ông chủ xách hành lý. Anh nói xem đúng không? Khánh Chuẩn cắn răng nói, đúng.
hai người đi bộ ra khỏi thành phố. Có thể nói, việc đi cùng Khánh Chuẩn là vô cùng tiện lợi, thời điểm hai người qua cục xuất nhập cảnh cũng rất thoải mái. Khánh Chuẩn chỉ cần đưa tới một chiếc điện thoại đã có thể giải quyết vấn đề, ngay cả thân phận cũng trở nên mơ hồ. Bọn họ đi đúng 12 tiếng đồng hồ mới tới được vùng hoang dã, tập trung với Ương Ương và Trương Mộng Thiên. Giới thiệu một chút, đây là Ương Ương và Trương Mộng Thiên. Còn vị này là Khánh Chuẩn, nhân viên cục tình báo số 1. Hành trình này bốn người chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Khánh Chuẩn nói, Khánh Chuẩn tò mò nghiên cứu Trương Mộng Thiên. Anh ta nhìn vào đôi mắt Trương Mộng Thiên như đang nhìn một khối ngọc thô. Người trời sinh có tinh thần ý chí dung hợp với thế giới, dù tới đâu cũng sẽ được tính là bảo bối. Cậu bé lùi về phía sau hai bước, anh nhìn tôi làm gì? Khánh Chuẩn mỉm cười, tiên sinh cái bóng nói cậu có giác quan thứ 6, nên tôi cảm thấy tò mò thôi. Với lại, cậu có hứng thú gia nhập mật điệp ti của Khánh Thị không? Ông chủ Khánh Trần là phó ti của mật điệp ti của chúng tôi đấy. Trương Mộng Thiên ngạc nhiên, rồi quay qua nhìn Khánh Trần. Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn nói, quan không lớn mà giọng điệu không nhỏ, mật điệp ti là nơi anh muốn ai tiến vào cũng được sao? Khánh Chuẩn, cũng đúng. Khánh Trần, trước đó cậu bảo chúng tôi chờ ở đây, cuối cùng là đi đâu? Ương Ương tò mò hỏi. Khánh Trần nhìn về phía bắc, đừng nóng vội, trước tiên cắm trại ở vùng hoang dã hai ngày cái đã, rồi sau đó mọi người sẽ biết mình đang chờ cái gì. Bọn họ cắm trại ở chỗ này hai ngày, sau đó thu dọn đồ đạc yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, trên vùng hoang dã bỗng vang lên tiếng còi tàu inh ỏi. Đoàn tàu hơi nước, 27 ngày đi vòng quanh liên bang. Lần trước, Khánh Trần muốn gặp nó là vì muốn đưa tất cả mọi người thoát khỏi phía Bắc, mà lần này, khi Khánh Trần gặp lại nó đã di chuyển được một tuần. Khánh Trần nói với mọi người, lần này, chúng ta ngồi lên nó đi nơi nào thì chúng ta theo nơi đó. Đến mỗi điểm dừng chúng ta sẽ xuống, chờ 27 ngày sau rồi tiếp tục lên đường. Khánh Chuẩn nói, sử dụng nó cần tiền vàng. Ông chủ, ngài đâu có mang theo nhiều vàng như vậy. Không cần, nó đã bị tôi thu nhận, không cần tiền. Khánh Chuẩn mỉm cười nói. Lúc này, đoàn tàu hơi nước dừng lại, trên đầu tàu có ống khói, đang bốc lên làn khói cuồn cuộn, phần đuôi xe chất đầy tiền vàng. Tốc độ của nó từ hư vô đi ra là 120 cây số trên giờ. Oa! Tiểu Mộng Thiên lần đầu nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này, thì ra đây là thế giới kỳ diệu bên ngoài thành phố. Khánh Trần nói, đi thôi, nó chỉ dừng lại 10 phút, chúng ta lên nào. Hắn nói xong thì dẫn đầu đến gần đoàn tàu. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra, khi đoàn tàu hơi nước nhìn thấy Khánh Trần đang đứng ở trạm thì không dừng lại, mà trực tiếp phi nhanh về phía trước. Khánh Trần đứng cạnh giật mình, sau đó lao tới đoàn tàu hơi nước định bỏ chạy, không ổn, nó định chạy, nhanh chóng bắt lấy lan can bên cửa xe. Hắn vác Tiểu Mộng Thiên trên lưng mình, chạy như điên đuổi theo đoàn tàu hơi nước. Trước khi vật cấm kỵ này biến vào hư vô đã túm được lan can ở phía ngoài toa tàu. Khánh Chuẩn thở dài lẩm bẩm, đúng là quỷ kiến sầu, ngay cả vật cấm kỵ khi nhìn thấy cũng phải sợ mà chạy trốn. Thì người đó chắc phải thuộc dạng nhân thần cùng ghét. Anh ta vác theo hai cái ba lô nhưng tốc độ chạy còn nhanh hơn cả Khánh Trần. Nói thật, đây là lần đầu tiên anh ta sử dụng đoàn tàu hơi nước bằng cách này. Đoàn tàu hơi nước đi vào hư vô, mà Khánh Trần, Ương Ương, Khánh Chuẩn, Trương Mộng Thiên cứ đứng bên ngoài toa tàu, chờ đợi ánh sáng hiện ra lần nữa. Lái vào hư vô cũng không sao. Trước đó từng có người ngồi thế này, nhưng tốc độ đoàn tàu hơi nước khá nhanh. Trừ khi người siêu phàm đã đạt tới cấp B trở lên, nếu không căn bản không thể đến gần nó được, chứ đừng nói đến việc leo lên. Cho nên, người làm theo cách này tương đối ít, với lại cũng chẳng thoải mái cho lắm. Ai ngờ, Khánh Trần lại dùng sức người, mạnh mẽ dọa cho đoàn tàu hơi nước phải thay đổi hành trình. Đoàn tàu này đã bỏ qua thời gian dừng lại ở trạm, đi trước 10 phút. Nói chung, nhanh hơn 10 phút cũng chẳng sao, bởi vì người sử dụng đoàn tàu hơi nước sẽ đến sớm chờ đợi. Nhưng nếu Khánh Trần làm vậy mấy lần nữa, để đoàn tàu hơi nước đi trước một tiếng đồng hồ, thậm chí mấy tiếng, sợ rằng như vậy sẽ khiến đám người nắm giữ quy tắc không dùng được nữa. Từ cách nói này để giải thích, Khánh Trần nói mình đã thu nhận nó cũng không sai. Dù sao, tương lai sau này, chỉ có mình hắn mới có thể nắm giữ chính xác thời khóa biểu của nó. Mặc dù cách làm này tuy chẳng sung sướng gì, nhưng vẫn dùng được. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng, của đêm, của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 597, coi nhẹ sinh tử. Đoàn tàu hơi nước đi ra khỏi tấm màn đen hư vô, ngay lập tức tiếng còi lớn vang lên khắp bốn hướng, trên ống khói, làn khói cuồn cuộn dày đặc bay cao. Chỉ riêng làn khói này đen dày đặc bốc lên đã tạo thành tấm vải màu đen. Thời điểm nó đi xuyên qua rừng rậm cũng dọa cho đám chim trời bay tán loạn. Không có đường dây, không có người điều khiến, nó cứ như vậy, bất chợt xuất hiện ở trên những cánh đồng hoang dã. Vốn dĩ nó là vật cấm kỵ có tác dụng tạo lên một tour du lịch, mà chính bản thân nó cũng đã là một phần của cảnh đẹp rồi. Ôm sát cổ tôi, Khánh Trần lớn tiếng nói. Hắn từng bước leo lên toa đầu đoàn tàu hơi nước, còn Tiểu Mộng Thiên ôm sát cổ hắn, từng cơn gió mạnh đập vào khiến khuôn mặt hai người biến dạng, gió lạnh thốc thẳng vào miệng thằng bé. Trương Mộng Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ được, ông chủ nhà mình nói rằng sẽ đi du lịch, lại đi bằng phương pháp này. Đây không phải đi chịu tội sao? Lúc này, Khánh Trần cầm lấy một cái chốt cửa, cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Cùng lúc, tiếng còi tàu hơi nước vang lên còn kèm theo sự tức giận. Hắn vội vàng kéo Tiểu Mộng Thiên vào trong xe, rồi nhanh chóng chạy xuống toa phía sau, mở cửa cho Ương Ương và Khánh Chuẩn. Hắn cũng không quên mà hét lên, Khánh Chuẩn, đừng để ba lô leo núi bị mất đấy. Khánh Chuẩn nghe xong thì chỉ im lặng. Miệng Khánh Chuẩn cắn theo một cái ba lô leo núi, cái còn lại thì dùng tay phải túm chặt. Anh ta chỉ có thể dùng mỗi tay trái nắm chặt lan can ngoài cửa. Anh ta nhẹ nhàng dùng sức, lập tức cả thân người bay vào trong toa tàu. Khi vừa vào trong, anh ta lập tức chất vấn, bây giờ ngài cũng có thể coi là người có tiền rồi, mỗi tháng mật điệp ti trả cho ngài mấy trăm nghìn. Tôi nghe nói, rất nhanh thôi, gia tộc sẽ đưa ngài vào danh sách được chia hoa hồng, ngài nhất định phải tiếc chút tiền này sao? Một đồng tiền vàng cùng lắm chỉ đáng giá mấy chục nghìn chứ mấy. Ương Ương vội vàng đi tới giúp anh ta cầm ba lô leo núi. Khánh Trần tươi cười hớn hở, chơi cũng phải chơi cho sướng chứ. Với lại đừng lúc nào cũng chất vấn ông chủ của mình như vậy. Khánh Chuẩn, tốt. Đoàn tàu hơi nước chưa từng nghĩ tới, sẽ có người coi nó như một món đồ chơi. Nhưng Khánh Chuẩn là người thông minh, rất nhanh đã nghĩ tới một vấn đề. Thật ra, đoàn tàu hơi nước không phải là sợ Khánh Trần trốn vé, mà nó sợ Khánh Trần. Khánh Trần có khả năng muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, đồng nghĩa với đống tiền vàng cao như núi kia cầu nó sẽ gặp nguy hiểm. Đây mới là nguyên nhân chính mà đoàn tàu hơi nước né tránh Khánh Trần. Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn, cười đến híp cả mắt, tốc độ của anh nhanh thật. Trước đó ở cục tình báo số 1, anh nói mình chỉ mới cấp D mà. Cấp D có thể chạy nhanh đến thế à? Khánh Chuẩn trả lời, tôi là người bên cạnh tiên sinh cái bóng, được sắp xếp đến để bảo vệ cậu, đương nhiên không thể lộ ra sức mạnh thật sự của mình rồi. Thì ra là thế, tiên sinh cái bóng đúng là người tốt. Khánh Trần thở dài, đương nhiên ngài ấy là người tốt. Khánh Chuẩn ra vẻ tò mò ngắm nhìn đoàn tàu hơi nước, đến cả nơi cuối cùng chứa đầy tiền vàng. Ương Ương đến bên cạnh thì thầm, mình đã gặp qua người có trường lực như vị Khánh Chuẩn này. Cậu có nên khách khí chút với ngài ấy không? Xuyệt! Khánh Trần vội vàng ngắt lời, mình đương nhiên biết đó là ai, nhưng cậu không thể để người đó biết là mình đã bị lộ, nếu không sao mình dám sai người ta làm việc được. Nếu anh ta thích dạo chơi nhân gian, vậy cứ để anh ta chơi thoải mái thôi. Ương Ương nhìn Khánh Trần, lá gan cậu lớn thật, nhưng mình không thể làm như cậu được, dù sao ngài ấy là người lớn. Lúc này, Khánh Chuẩn quay lại, ném hai cái ba lô của mình và Khánh Trần lên ngăn chứa hành lý, rồi tìm một chỗ, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Đến giờ phút này, anh ta mới cảm giác được mình đã lui ra khỏi những tranh đấu ngoài kia, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tại thế giới bên trong. Khánh Chuẩn hỏi, mục đích là đến nơi nào? Chẳng có mục đích gì. Khánh Trần mỉm cười, nhìn thấy nơi muốn xuống thì xuống, chơi chán lại lên tàu đi tiếp, không cần kế hoạch, không cần biết đường đi. Hắn nhìn Khánh Chuẩn nói, anh không thấy chuyến đi này sẽ rất thú vị sao, chẳng cần lo nghĩ, gặp gì thì gặp. Không cần bận tâm đến đấu tranh quyền lực, không cần phụ thuộc vào đối nhân xử thế. Học cách kết bạn với thế giới này từ xưa đến nay cũng không hề từ chối bất kỳ người nào. Khánh Chuẩn hình như cảm thấy có hứng thú rồi, anh ta đứng bên cạnh cửa sổ quan sát, nhìn từng ngọn núi đầy tuyết lướt qua trước mắt. Anh ta nhìn đàn ngựa chạy trên cánh đồng tuyết, trong đó có một con ngựa dũng mãnh màu nâu vượt qua cả bình nguyên. Anh ta nhìn từng con sói lẻ loi trơ trọi, đang tò mò nhìn theo đoàn tàu, cẩn thận mà rất bình tĩnh. Chẳng biết từ lúc nào,
cuộc sống này đã rời đi rất xa với anh ta. Dù là một người thích dạo chơi nhân gian, cũng không cách nào tách ra khỏi quyền lực vây quanh mình. Khanh Chuẩn chẳng thèm để ý đến thân phận, kéo kính tàu xuống, ngó ra ngoài hét lớn, dọa mấy con sói chạy toán loạn. Khanh Chuẩn đứng yên nhìn, có lẽ đây là nguyên nhân mà người này nhất định phải đi cùng mình ra ngoài. Hắn nói cho mọi người nghe, tiếp theo, đoàn tàu hơi nước sẽ đi về phía nam, qua ngọn núi Vân Sơn, Vân Mộng Trạch, đi xuyên qua Bình Nguyên, đi đường tắt qua 7 vùng đất cấm kỵ, sau đó tiếp tục đi về phía tây, vượt qua rừng rậm Tô Xuyên, rồi đi theo ven đường thủy về hướng đông. Trên đường đi sẽ vượt qua rất nhiều ngọn núi, đến thẳng Đại Tuyết Sơn, phía tây nam, cuối cùng đến vùng đất cấm kỵ 001, rồi trở về. Tiểu Mộng Thiên ngồi đối diện Khánh Trần nghe mà cảm thấy mơ màng. Lúc này, Khánh Chuẩn lên tiếng, nghe thì thú vị thật đấy, vô dục vô cầu là thứ mà con người thường theo đuổi trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng làm được đến mức đó. Buông bỏ tiền tài danh lợi, đây là thứ mà nhiều người thích nói ra khỏi miệng, nhưng là thứ vĩnh viễn không ai có thể làm được. Khánh Trần đột nhiên hỏi, Khánh Chuẩn, anh có nghe nói tới kình đảo chưa? Thứ này ở bên trong tình báo Hồ Thị cũng chỉ có một câu, ngoài ra không còn ghi chép gì khác. Vật cấm kỵ ACE013, kình đảo. Khánh Chuẩn suy nghĩ, bên trong nội bộ Khánh Thị cũng chỉ ghi chép lại một chi tiết nhỏ về kình đảo. Cả nội bộ Khánh Thị cũng không thu được tư liệu về thứ này sao? Mà chuyện kể lại bên trong nội bộ Khánh Thị là gì? Khánh Trần ngạc nhiên. Có một thuyền viên từng nói, vào một ngày nào đó nó đột nhiên xuất hiện trên biển, chắn giữa đường đi của thuyền. Thời điểm đó, vùng biển vẫn chưa biến thành vùng biển cấm kỵ, vẫn tồn tại những dịch vụ trên biển. Khánh Chuẩn nói, thuyền viên đầu tiên phát hiện ra kình đảo đã đi lại trên tuyến đường biển đó mấy chục năm, hầu như ngày nào cũng lênh đênh trên biển. Rõ ràng, trong tầm mắt bọn họ là biển cả mênh mông, bao la không điểm dừng. Bỗng nhiên, một hòn đảo có cả dãy núi mọc lên chặn ngang trước mũi thuyền, khiến con thuyền không kịp phản ứng mà đâm sầm vào, hỏng cả thuyền. Trên con thuyền đó có tổng cộng 127 người, tất cả đều trốn lên trên kình đảo. Khánh Trần suy nghĩ, tại một tuyến đường biển, đã có người đi lại mấy chục năm, bỗng nhiên xuất hiện một hòn đảo. Khánh Chuẩn nói tiếp, thuyền viên trên tàu sống ở trên hòn đảo này một thời gian. Về sau, vị thuyền viên đó nói, mức độ phì nhiêu trên hòn đảo đó phải dùng hai từ thần kỳ để miêu tả. Một hạt nho nhỏ rơi xuống đất, hai ngày sau đã mọc lên thành một dây nho dài, 7 ngày sau đã có quả ăn. Cua sẽ kết thành đàn bò lên ngoài rìa đảo ăn hết rêu ngầm xung quanh, nên đám thuyền viên dù có muốn chết đói cũng khó. Trên hòn đảo còn có một dòng nước ngọt, luôn luôn chảy ra, ngọt ngào mát mẻ. Khánh Chuẩn, khi đó, liên bang đã phát triển vệ tinh, nhưng không cách nào tìm được những thuyền viên này, mà thiết bị liên lạc của đám người đó cũng đã chìm sâu dưới nước. Sau này, những thuyền viên đó chán ghét ở trên đảo vì không có thứ gì để giải trí, mặc dù nó giàu có sung túc. Bọn họ chặt cây làm bè gỗ lênh đênh trên biển, may mắn gặp được một dòng hải lưu, cứ thế mà trở về đại lục, nơi họ đến là vị trí của thành phố số 7 bây giờ. Khánh Chuẩn, có thuyền viên nói, hòn đảo đó rất lớn, bọn họ đi bộ trong cả 10 ngày 10 đêm cũng không thể đi đến bờ bên kia. Điều thú vị nhất đó chính là, cách khoảng thời gian bọn họ gặp phải hòn đảo này không lâu, dưới đáy biển liền xuất hiện một bộ xương cá voi khổng lồ, khởi nguyên của vùng biển cấm kỵ. Cho nên, liên bang từng đặt ra giả thuyết, hòn đảo kia liệu có thể chính là vật cấm kỵ tách ra từ con cá voi đó không? Chờ đã, sinh vật phi nhân loại cũng có thể tách ra vật cấm kỵ. Khánh Trần hỏi, đương nhiên có thể. Khánh Trần mỉm cười, ví dụ như vật cấm kỵ ACE021 Ngưu Văn Hào Giác xuất hiện bên cạnh hỏa đường. Vật này được tách ra từ một đầu thần ngưu nào đó, hiện tại đang nằm trong tay đại trưởng lão hỏa đường, có thể kích thích sinh trưởng chất adrenaline. Điều kiện thu nhận cũng khá kỳ lạ, mỗi ngày phải uống 2 cốc rượu, rượu gì cũng được. Khánh Trần ngạc nhiên, lúc trước hắn còn suy nghĩ người nào lại to đến mức có thể tách ra vật cấm kỵ kiểu này, chẳng lẽ là thần linh. Nhưng bây giờ hắn mới biết, thì ra trừ con người, sinh vật siêu phàm cũng có thể tách ra vật cấm kỵ. Mà giả thuyết của liên bang với kình đảo kia có lẽ cũng đúng, nếu không thì ai mới đủ khả năng để tách ra được một thứ vật phẩm thần kỳ đến vậy. Về sau, liên bang không tiếp tục tìm kiếm vật phẩm cấm kỵ ACE013 kình đảo sao? Khánh Trần hỏi. Thật ra, hắn rất tò mò, Trịnh Viễn Đông là người đứng đầu tổ chức khán giả, rõ ràng trong liên bang, sự tồn tại của người này có thể nói là cực kỳ mờ nhạt.
Thế mà trong tay lão lại sở hữu vật cấm kỵ ACE-004 chân thị chi nhãn cùng vật cấm kỵ khủng khiếp như ACE-013. Khán giả đến cùng có bao nhiêu thành viên? Lực lượng của bọn họ thế nào? Bên trong khán giả, phải chăng còn có cả vu sư? Hoặc có thể nói, Trịnh Viễn Đông ngoại trừ đao thuật vô song, thật ra còn một năng lực kinh khủng hơn. Tìm chứ, đã cử đi rất nhiều hạm đội tìm kiếm. Khánh Chuẩn mỉm cười, chỉ là không ai tìm được, hòn đảo đó như biến mất vào hư không vậy, nên có người nói rằng hòn đảo đó có thể di chuyển được. Sau đó dù có người muốn tìm, nhưng vùng biển cấm kỵ ập tới, đường biển đã đứt đoạn. Đúng rồi, ông chủ, tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Không có việc gì. Khánh Trần lắc đầu, chuyện không nên nghe đừng nghe. Nhất thời, lòng Ương Ương dâng lên cảm giác tôn kính với Khánh Trần. Con hàng này thật sự điên cuồng thăm dò ngăn cách giữa sinh và tử. Rất có phong độ coi thường sự sống cùng cái chết. Chương 598, hành khách và người soát vé. Phải biết rằng, vị Khánh Chuẩn trước mặt này là vương giả trong thế giới người siêu phàm. Ai hiểu rõ vị này cũng đều biết ông ấy kinh khủng đến thế nào. Một lần thức tỉnh đã lên thẳng cấp S, đồng thời nắm giữ cả hai lĩnh vực thời gian và không gian, có được quyền hành có thể quyết định sinh sát tất cả mọi người trong tay. Nếu chẳng phải thời gian để tiếp tục sống của vị này quá ngắn, chỉ sợ sẽ hắn khiến tất cả mọi người đều phải cảm thấy sợ hãi. Hoặc có thể nói, chỉ cần người này tồn tại thôi đã là chuyện không công bằng đối với người khác. Có điều, thế giới này rất công bằng. Ương Ương quan sát, sau khi thấy vị Khánh Chuẩn này không hề tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy từ trong ba lô ra hai quả cam, bóc vỏ đưa cho Khánh Chuẩn, mời ngài. Khánh Chuẩn nhìn cô, cám ơn. Chẳng bao lâu, đoàn tàu hơi nước lại tiến vào hư vô. Khánh Chuẩn ngồi trong bóng tối hỏi, muốn dừng lại trạm tiếp theo không? Khánh Chuẩn mỉm cười nói, đoàn tàu hơi nước khi di chuyển vào mùa đông, thường sẽ có mấy điểm dừng không giống ba mùa xuân, hạ, thu. Có khi mùa thu sẽ dừng ở đó, còn mùa xuân phải hai ngày sau mới tới. Đoàn tàu hơi nước lại lần nữa ra khỏi hư vô. Khánh Chuẩn lập tức lao tới cửa sổ, nhìn xem có hành khách nào định lên tàu hay không. Rất tiếc, không có. Hắn lẩm bẩm, mình còn chưa thu được cái vé vào cửa nào, sao hành trình này chưa gặp ai nhỉ? Mắt Khánh Chuẩn giật giật, vừa rồi anh ta còn khen ngợi Khánh Trần không màng danh lợi tiền tài đấy. Chuyện này chẳng phải đang làm mờ ấn tượng đó sao? Đã thế hắn còn đang sử dụng vật cấm kỵ trên người quá mức triệt để. Khánh Trần có vẻ thất vọng, hắn tới chỗ ba lô leo núi của mình, lấy ra một bộ bài poker, một túi hạt dưa lớn, đậu phộng, thậm chí còn có cả bốn chai nước ngọt. Khánh Chuẩn tức giận, cậu để tôi vác trên lưng những thứ đồ này sao? Biết thế tôi đã ném xuống dưới đường rồi. Khánh Chuẩn bình tĩnh nói, yên tâm, đừng vội, đã sử dụng xe lửa ra ngoài du lịch, phải cùng bạn bè đánh bài, ăn hạt dưa, nếu không con đường này sẽ mất đi sự hoàn hảo của nó. Khánh Chuẩn là người của thế giới bên trong, đương nhiên anh ta không hiểu ước mơ của những người ở thế giới bên ngoài với xe lửa là gì. Khi còn nhỏ, thứ Khánh Trần muốn nhất là ngồi xe lửa đường dài, sau đó cùng với đám bạn nói chuyện chém gió, đánh bài, trải qua mấy ngày đi đường. Tàu chạy từ đông sang tây, chạy từ nam tới bắc. Đáng tiếc, khi đó hắn không có đủ tiền để mua vé, lại càng không có bạn bè. Trên cùng hoang dã, bốn người trẻ tuổi đeo bốn chiếc ba lô leo núi, đang đứng đợi ở đó, trong đó có hai nam hai nữ. Một người trong đó nhỏ giọng nói, lần này, Côn Luân thành lập trường học, chúng ta thành lập câu lạc bộ thám hiểm đi. Đến lúc đó, chúng ta dẫn theo đám bạn học thám hiểm thế giới bên trong. Mình nghe nói, có rất nhiều con em nhà giàu có muốn đi du lịch ở thế giới bên trong, lúc đó chúng ta có thể thu phí. Một người nam trong đó nhíu mày nói, mình không thích phải đứng đầu một tổ chức, làm vậy phải có trách nhiệm với rất nhiều người, đã thế thời điểm lên đường mà gặp phải đồng đội ngu như heo nữa thì bỏ mẹ. Mục đích của chúng ta bây giờ là lợi dụng đồ vật ở thế giới bên trong để kiếm tiền, đổi thành vàng thỏi rồi lại về thế giới bên trong tiêu xài. Việc làm này đang phục vụ chúng ta rất tốt, mình không muốn có thêm người mới. Dịch Văn bác, đến một ngày nào đó, những đồ vật ở thế giới bên trong sẽ chẳng còn đáng tiền nữa. Một bạn nữ nói, tập đoàn Hồ Thị đã bắt đầu nghiên cứu đồ trang điểm bảo vệ sức khỏe giống thế giới bên trong rồi, nghe nói họ đã tìm ra công thức. Đến lúc đó, đồ mà chúng ta cầm về, giá chênh lệch sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Lý do mà đồ vật ở thế giới bên trong có giá, đó là bởi vì chúng ở thế giới bên ngoài quá hiếm.
đến khi người ở thế giới bên ngoài có thể sản xuất đại trà, thì những lữ khách thời gian chọn lựa con đường vận chuyển này để kiếm tiền sẽ phải nghĩ đến chuyện kiếm việc khác. Dịch Văn Bác không phản đối, chờ chúng ta tìm hiểu kỹ rồi tính tiếp, chúng ta tới trường học còn chưa được một ngày, ai biết tiêu chuẩn của những lữ khách thời gian khác ra sao. Lần này, chúng ta mua quy tắc bên trong vùng đất cấm kỵ, cũng là vì xem có thể lấy được thứ gì đó đáng giá ở trong đó không. Đúng rồi, lần này trở về, mình dự định sẽ đi thám hiểm xung quanh hòn đảo kia, Tiểu Vũ, Ma Kinh Kinh, Lý Mộng Vân, các cậu có đi cũng không? Đi chứ. Ma Kinh Kinh mỉm cười, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Mình nghe nói, phía nam hòn đảo đó có diện tích cực lớn, trong rừng rậm có cả những thứ thần bí nên Côn Luân cấm chỉ học sinh đi vào. Mà này, trước đó chúng ta không biết đó là một hòn đảo, nên lần này trở về có thể kiếm thêm mấy bộ đồ dụng cụ lặn. Nhìn xem xung quanh đảo thế nào, có thể chơi đùa hay bắt tôm bắt cá gì không. Trong nhóm lữ khách thời gian, không phải ai cũng như Khánh Trần, luôn luôn giành giật từng giây từng phút, phải chạy đua với thời gian. Mỗi người có một cuộc sống riêng, tựa như có ít người thích chơi game offline để thăm dò thám hiểm. Có người thích thể loại game MOBA, nhập vai vào anh hùng chiến đấu cả trăm nghìn trận, chứ không phải thành công mới khiến con người ta sung sướng. À mà này, lần xuyên qua trước đó, mình nghe nói ban ngày đã tới trường học báo danh, còn có Cửu Nhiễm Hồng Điệp, Nam Cung Nguyên Ngữ của Hội Tam Điểm, Tôn Sở Từ của Trịnh Đại, cũng có nhiều học sinh đến những tổ chức khác nữa. Ma Kinh Kinh nói, đương nhiên, còn rất nhiều người giống như chúng ta, chẳng thuộc về bất cứ tổ chức nào cả, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Dịch Văn Bác lắc đầu, việc bọn họ làm quá lớn, mong là đừng dính cả chúng ta vào. Lúc này, tiếng tàu hơi nước vang vọng khắp vùng hoang dã, đoàn tàu hơi nước đã ra khỏi hư vô. Đi thôi, thật vất vả mới kiếm được tình báo của vật cấm kỵ này, cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác đi tàu du lịch. Dịch Văn Bác hớn hở, lấy tiền vàng ra nào. Có điều, khi tàu hơi nước dừng hẳn lại, bốn vị lữ khách thời gian ngây người tại chỗ, nhìn một thiếu niên đang nhòi người ra cửa sổ mỉm cười. Đưa tiền nhanh nào. Dịch Văn Bác đầu đầy dấu hỏi chấm. Còn có chuyện đáng giật mình hơn nữa là trên trán người thiếu niên này có dán bốn tờ giấy dài màu trắng, nhìn như kiểu hắc bạch vô thường đang vươn tay ra đòi người. Cách ăn mặc, hình dáng cổ quái này ngay lập tức dọa được mấy người. Ma Kinh Kinh nhìn thiếu niên do dự hỏi, ngài là? Thiếu niên, tôi là người soát vé của vật cấm kỵ ACE012, đoàn tàu hơi nước. Mọi người đưa tiền vàng cho tôi rồi lên xe thôi. Ma Kinh Kinh nghi ngờ, Văn Bác, tin cậu mua tình báo từ chợ đen, có nhắc tới trên đoàn tàu hơi nước có người bán vé không? Không có. Không có mà. Dịch Văn Bác cũng rất nghi ngờ. Thiếu niên mỉm cười, mau chóng đưa tiền vàng còn lên xe, đoàn tàu hơi nước chỉ dừng lại đúng 10 phút, không nhanh thì muộn đấy. Đám người Dịch Văn Bác nửa tin nửa ngờ đưa tiền vàng qua, rồi lần lượt lên xe. Lúc này, toa xe đằng sau vang lên giọng nói của một cậu bé, ông chủ, ngài bận gì vậy, đến lượt ngài đánh bài rồi đấy. Thiếu niên nhìn bốn người mới lên tàu ngượng ngùng, thật xin lỗi, tôi đi trước nhá, các người cứ thoải mái như ở nhà. Thiếu niên nói xong, bèn trở lại toa xe của mình, ném một đồng tiền vàng vào toa xe cuối cùng. Nhận bốn đồng, trả một đồng, đây là lý do tại sao đoàn tàu hơi nước sau đó không thèm dừng lại. Cũng không thể nào làm việc mất dạy như vậy được chứ. Thiếu niên làm xong việc, rồi quay trở về đánh bài, đôi hai, sao mà đỡ được, trong tay các người không có bom, sảnh, máy bay. Khánh Chuẩn, cẩn thận, đang chờ máy bay trên tay cậu ra đấy. Hai người đánh bài đều thuộc tầng lớp vương giả, đang dùng hết trí nhớ cùng khả năng tính toán sát phạt nhau. Đầu óc Khánh Trần có lẽ hơn Khánh Chuẩn một bậc, nhưng khi chơi đấu địa chủ thực sự có quá ít lá, hạn chế rất nhiều khả năng tính toán của họ. Nếu như chơi loại bài sử dụng 540 lá, có lẽ người thắng sẽ là Khánh Trần. Nhưng trò này chỉ có 54 lá, hai người đều tương đối giống nhau, kết quả chỉ có thể dựa vào may rủi. Dịch Văn Bác và Ma Kinh Kinh nhìn nhau, vậy mấy tờ giấy dán trên trán người này là do thua bài. Bán vé cái mẹ gì, chẳng phải cũng là hành khách giống bọn họ sao? Mua 4 cái vé, trả tiền một vé cho đoàn tàu hơi nước, có thương nhân nào lấy chênh lệch cao quá đáng vậy không? Có phải đây là người của xã đoàn nào đó không? Theo tin tức mua được ở chợ đen, chỉ có đám người xã đoàn mới thường xuyên vận chuyển hàng hóa bằng đoàn tàu hơi nước. Không giống người của xã đoàn, Dịch Văn Bác nắm chặt khẩu súng bên hông. Nhưng vào lúc này,
Thằng bé đang chơi bài bỗng ngẩng lên nhìn mọi người, trông rất vô hại. Bốn người nhìn tổ hợp bốn người kia, một bé trai, một thiếu niên, một thiếu nữ, một người trẻ tuổi, nhìn qua không có một chút hung dữ, trông bọn họ rất đơn giản, giống như là khách du lịch vậy. Dịch Văn Bác Cẩn thận đi qua, phá vỡ không khí chơi bài của mấy người. Xin lỗi, tôi hỏi chút, các người cũng là hành khách, vì sao lại lấy tiền vàng của chúng tôi? Nếu chúng tôi không có tiền bỏ xuống toa cuối, thì không thể nào xuống xe được. Khánh Trần mỉm cười, yên tâm, các người muốn xuống trạm nào thì bảo tôi sẽ mở cửa cho các người xuống. Mau tìm chỗ nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, các người muốn đi đâu? Dịch Văn Bác lập tức cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn kìm chế nói, chúng tôi đi ra ngoài du lịch, chưa biết sẽ đi đâu. Thật ra, bọn họ muốn thám hiểm vùng đất cấm kỵ, nên lần này đã dùng tiền mua tình báo về đoàn tàu hơi nước và hai quy tắc trong vùng đất cấm kỵ. Nhưng loại bí mật này không thể nói cho Khánh Trần biết được. Ma Kinh Kinh giật giật tay áo Dịch Văn Bác, nói nhỏ, dù sao chúng ta cũng còn lâu mới tới nơi, trước tiên quan sát bọn họ cái đã. Thế giới bên trong ngọa hổ tàng long, nếu là người đặc biệt, chúng ta bỏ ra 4 đồng tiền vàng ở vùng đất hoang dã này cũng tốt hơn bỏ lại 4 cái mạng. Dịch Văn Bác gật đầu, im lặng đi đến một toa tàu khác. Khánh Trần vui vẻ đánh bài, miệng lẩm bẩm, 4 lữ khách thời gian, thú vị. Ương Ương nhìn lại chút rồi nói, có phải bạn học mới? Nhìn tuổi thì rất có khả năng, nhưng ít nhất cũng phải là bậc đại học, có thể là học trưởng, học tỷ mới. Khánh Trần nói, Ương Ương nói thầm, mình còn chưa thể đi học được, bên phía Hải Thành còn một số chuyện cần xử lý. Bên đó còn rất nhiều người đang phải sinh sống ở ngoài vùng hoang dã. Cô Luân đồng ý để cậu nghỉ sao? Khánh Trần tò mò, dù sao bọn họ cũng đâu bắt được mình. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 599, Thiêu Đốt Một Thế Kỷ. Trên thế giới này có rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng cách chậm nhất là dựa vào khả năng đặc biệt của mình. Khánh Chuẩn vừa chia bài vừa nói, mặc kệ cậu có thu được bao nhiêu tiền vé trên đoàn tàu hơi nước, hoặc dựa vào trình độ đánh bài cao siêu, hay đơn giản hơn là làm ra bánh bao rất ngon, hoặc viết nên một cuốn tiểu thuyết rất mượt. Mỗi năm công việc đó có thể kiếm lời cả chục triệu, thì đây cũng chỉ là cách kiếm tiền hạng ba, còn gọi là dựa vào khả năng của bản thân để kiếm tiền. Khánh Trần hỏi, vậy hạng thứ hai là gì? Khánh Chuẩn nói, cậu sáng tạo ra một loại sản phẩm có thể sản xuất hàng loạt, sau đó bán cho người khác, hoặc lấy sáng kiến mua lại cổ phần, hay ăn phần trăm hoa hồng. Đây là cách kiếm tiền nhờ vào người khác. Khánh Trần, vậy cách kiếm tiền hạng nhất là gì? Khánh Chuẩn, sử dụng vốn liếng hiện có tạo ra một tư bản đó là hạng nhất. Hay còn gọi là dùng tiền đẻ tiền. Khánh Trần, có cách nào đứng trên hạng nhất không? Khánh Chuẩn, có. Cách gì? Chiến, tranh. Có nghĩa là, chiến tranh mới là cách thức kiếm tiền nhanh nhất. Một khi xảy ra chiến tranh nó sẽ phá vỡ hoàn toàn kết cấu xã hội cũ. Mà bản chất thật của chiến tranh là thay đổi quyền lực. Còn quyền lực, nó là thứ dùng tiền cũng chưa chắc mua được. Khánh Trần thầm nói, anh được cái bóng sắp xếp đến đây khuyên nhủ tôi đúng không? Ngài ấy muốn tôi về Khánh Thị nhận lấy quyền lực, bỏ qua công việc của người bán vé nho nhỏ. Khánh Chuẩn mỉm cười không nói gì. Khánh Trần nói ra, dựa vào tốc độ kiếm tiền, anh chia nó thành trên hạng nhất, hạng 2, hạng 3. Nhưng nếu không có hạng 3, không ai bán bánh bao, không ai làm người soát vé, thì hạng nhất và hạng 2 không tồn tại. Hạng 3 mới là nền móng của thế giới này, nó là thứ không thể thiếu. Khánh Chuẩn đau lòng nhức óc nói, ông chủ, nếu không có cậu, đoàn tàu hơi nước vẫn thoải mái di chuyển qua từng năm tháng. Vì thế nó không cần sự có mặt của cậu. Cũng giống như Khánh Trần nói ra suy nghĩ của mình, tôi cảm giác được anh lợi dụng chia bài để chơi bẩn, nhưng tôi chẳng có chứng cứ. Khánh Chuẩn thiêu nhíu nhíu mày, tôi muốn thắng cậu còn dựa vào chơi bẩn. Cậu có thể chê tôi tới kém, nhưng không thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Ương Ương, đúng rồi. Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Ương Ương, cô gái này rốt cuộc đứng về phía nào. Lúc này, Khánh Chuẩn đứng lên, anh ta đi đến bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài. Bọn họ đang ở phía nam liên bang, mà đoàn tàu hơi nước đi qua toàn là nơi sông nước hữu tình. Ven hồ nước không hề xuất hiện dấu vết có người sinh sống. Hồ nước xanh trong vắt, thấy được cá bơi lội dưới đáy,
như một cái vực sâu, giống như một viên phỉ thúy đế vương được khảm nạm trên mặt đất. Khánh Chuẩn nói ra, không đánh bài nữa, ngắm phong cảnh đi, thật sự rất đẹp. Khánh Trần nhìn thoáng qua bài của mình, lập tức nổi giận, thời điểm chia bài coi như anh không gian lận đi, nhưng trong tay tôi đang có tứ bốn và tứ át, ngay lập tức anh nghỉ chơi ngắm cảnh. Cả đoạn đường này, chỉ cần bài không tốt là lấy lý do ngắm cảnh, cái quái gì vậy? Khánh Chuẩn vui tươi hớn hở cười nói, đánh bài làm sao quan trọng bằng việc thưởng thức phong cảnh đẹp đẽ bên ngoài được. Khánh Trần nói ra, người ta đánh bài với ông chủ thường cố tình thua, làm vậy mới có tương lai được. Còn như anh suốt đời là tên nhân viên quèn. Khánh Chuẩn chỉ về một mảnh bình nguyên, ở giữa có một cái hồ to lớn quanh năm bị sương mù bao phủ. Lên tiếng giới thiệu, đó là vùng đất cấm kỵ số 012, cũng là vùng đất cấm kỵ rất đặc biệt trong liên bang. Nó đã từng là một trong số những chiếc hồ tự nhiên lớn nhất liên bang, mà bây giờ có rất nhiều loại mạnh mẽ kỳ lạ trốn dưới đáy. Con người rất khó xuống đó được, thậm chí chẳng biết quy tắc là gì. Nơi này hình thành thế nào? Khánh Trần tò mò hỏi. Có, lời đồn, một vị bán thần nào đó sắp chết cố tình ra giữa hồ và chết ở đó. Cũng có người nói có một con cá chê sáu râu khổng lồ chết dưới đó. Nhưng hai lời đồn này chưa từng có chút chứng cứ nào. Khánh Chuẩn nói ra, trước kia, xung quanh hồ có một nhóm người hoang dã sinh sống, bọn họ câu cá trong hồ để kiếm ăn. Nơi đó cá cắn câu cực nhanh, thịt tốt vô cùng, bản thân người câu cũng không cần vào trong vùng đất cấm kỵ. Khánh Trần hiếu kỳ nói, hiện tại thì sao? Người hoang dã vẫn còn sống quanh đây chứ? Trần Thị đã giết sạch bọn họ. Khánh Chuẩn nói ra, hiện tại bên cạnh hồ chỉ còn nhà máy sản xuất, nơi này có cá và trứng cá muối tốt nhất liên bang, chuyên môn cung cấp cho ba khu trên. Hay chúng ta xuống tàu ở chỗ này đi, ăn thử một chút cá sạo ngon nhất thế giới. Khánh Trần nói ra, cấp dưới thì nên có giác ngộ của cấp dưới đi, không nên tùy ý quyết định hành trình hộ ông chủ của mình. Nhưng hắn vừa nói xong, đã bị một bàn tay vỗ vào gáy. Tốc độ quá nhanh, đến mức Khánh Trần không phản ứng kịp. Khánh Chuẩn như cười như không, thằng oát con nhà cậu chơi nghiện rồi đúng không? Thật sự nghĩ tôi không biết gì, cậu giả vờ không nhận ra thân phận cái bóng của tôi, lợi dụng nó sai bảo tôi như giúp việc hai ngày nay. Bên cạnh cậu là giác tỉnh giả hệ trường lực, chẳng lẽ cô bé không nhận ra trường lực của tôi? Cậu thật sự coi tôi là gà mờ, không biết năng lực giác tỉnh giả trường lực. Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu anh nói cái gì. Khánh Trần lại bị một bàn tay đánh vào gáy lần nữa. Hắn cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, cho dù hắn bây giờ đã đạt tới cấp B, nhưng khi đối mặt với vị cấp S này, vẫn chẳng có một chút lực phản kháng nào. Kể cả hắn có biết trước là cái bóng sắp ra tay, nhưng hắn vẫn không thể né tránh được. Bán thần tựa như ngọn núi cao, nếu bản thân đứng từ xa nhìn sẽ thấy nó như bao ngọn núi cao khác. Nhưng khi người đó đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi bị đám mây che phủ, sừng sững hùng vĩ, mới nhận ra rằng có những ngọn núi dùng cả đời cũng khó vượt qua nổi. Khánh Trần thuộc dạng bướng bỉnh, thẳng thắn nói, ngài còn nhớ tự mình khen cái bóng là người tốt. Còn nữa, thời điểm ngài ở cục tình báo số 1, còn tốn sức giả vờ, rõ ràng mỗi lần hành động ngài đều không tới, có khi còn tự hào bản thân diễn quá giỏi. Nhưng đâu biết rằng, làm tổn thương lẫn nhau thôi. Cái bóng nhíu mày, bốp một cái, gáy Khánh Trần lại bị ăn tát. Ương Ương vội vàng bóc vỏ cam, đưa cho cái bóng, khụ khụ, ngài chớ nổi giận với cậu ấy, đánh tiếp cậu ấy sẽ ngất đấy. Cái bóng cười híp mắt nói, mà vẫn còn cô bé Ương Ương hiểu chuyện. Nếu không có cô bé, cậu ít nhất phải ăn hai phát nữa. Từ khi cậu bắt tôi vác ba lô, tôi đã nghĩ xem cậu chơi lớn đến mức nào. Không ngờ, cậu càng chơi càng lớn. Khánh Trần giả giọng cái bóng, tôi là người được tiên sinh cái bóng sai tới bảo vệ cậu. Cái bóng lại nhíu mày, Ương Ương lại vội vàng rót chén nước cho cái bóng, bớt giận, Tiểu Mộng Thiên sợ đến suýt khóc rồi. Lúc này, cái bóng cũng không có đôi co thêm với Khánh Trần nữa, mà nói, tôi có chút việc, hai đứa canh chừng ở bên cạnh, đừng để cho người khác tới gần. Anh ta nói xong bèn ngồi xuống, nhắm mắt lại. Khánh Trần ngạc nhiên, chuyện này hắn đã từng gặp một lần, hô hấp của cái bóng biến mất. Không đúng, chuẩn xác mà nói là tần suất hô hấp của cái bóng bị kéo dài đến gần như vô hạn, đến mức mà người khác đều cảm thấy tim ông ấy như ngừng đập. Khánh Trần đã hiểu, cái bóng không phải là bị mình chọc cho tức không chịu nổi, mà ông ấy nhận ra thân thể mình có vấn đề,
biết muốn giấu cũng không giấu được nữa. Khánh Trần nhìn về phía Ương Ương, trường lực của ngài ấy thế nào? Cực kỳ yếu ớt, Ương Ương lo lắng nói. Khánh Trần thở dài. Cuối cùng hắn đã biết tại sao cái bóng muốn ra ngoài lần này. 10 phút đồng hồ trôi qua, cái bóng mở to mắt, giống như không có việc gì, mỉm cười nhìn mọi người, lo lắng cho tôi sao? Lo lắng, Khánh Trần nghiêm túc nói, ở thế giới bên ngoài, tôi đã không còn người thân. Tại thế giới bên trong, ngài được tính là một trong số ít người thân đó, nói không lo lắng là giả dối. Thời điểm thiếu niên mới quen với cái bóng, trong lòng hắn tràn đầy phòng bị. Dù sao vị cái bóng này đến vô ảnh đi vô tung, làm việc không hề để lại dấu vết, hắn cũng nhìn không ra mục đích của vị này. Người này còn sử dụng thi thể người siêu phàm để trồng trà. Ở chung với một người như vậy, dù hắn có dùng 12 phần cảnh giác cũng cảm thấy không đủ. Nhưng về sau Khánh Trần lại phát hiện, cái bóng sẽ không hại hắn. Hiện tại, trong lòng hắn, chỉ có 3 người là người lớn trong nhà, Lý Thúc Đồng, Lý Tu Duệ, cái bóng. Lý Thúc Đồng ở rất xa, Lý Tu Duệ đã an nghỉ tại vùng đất cấm kỵ số 002, chỉ còn lại cái bóng. Khánh Trần hỏi, có phải bệnh của ngài đã thường xuyên phát tác rồi không, cho nên không thể tiếp tục đợi tôi ở Khánh Thị rồi. Mặt khác, thời gian của ngài có lẽ cũng không còn lại nhiều. Lý lão gia từ trước khi Lâm Trung tìm tới tôi, ngài trước lúc Lâm Trung cũng tìm tới tôi, sao tôi cảm thấy mình sắp biến thành một cái bệnh viện cho người sắp chết rồi. Cái bóng im lặng, Khánh Trần thở dài nói, ngài còn sống được bao lâu? Cái bóng cười, anh ta nghe được trong từng lời oán trách của Khánh Trần, chất chứa sự tiếc nuối. Những người như bọn họ không quen thể hiện tình cảm ra ngoài một cách trực tiếp, mà là luôn cố giấu tình cảm vào trong từng lời nói cùng hành động dù là nhỏ nhất. Cái bóng nói ra, cậu không cần biết tôi còn sống được bao lâu, tôi cũng không thích cảm giác. Có người giúp mình đếm ngược thời gian, giống như tôi đang nằm trên giường bệnh, xung quanh cắm đầy các loại ống. Yên tâm, người có thể khống chế thời gian, thì cho dù chết, trước khi chết một giây hắn cũng không khác người bình thường chút nào. Tôi sẽ chết tại thời khắc rực rỡ nhất, chắc chắn sẽ đủ thời gian. Khánh Trần thở dài một tiếng hỏi, tôi đến bây giờ vẫn không hiểu, ngài đã là bán thần rồi, vì sao tuổi thọ còn ngắn như thế, rõ ràng trên thân ngài cũng đâu có bị thương. Cái bóng nói ra, rõ ràng bản thân không bị thương, nhưng lại có. Khánh Trần, thật là một nghịch lý mà. Cái bóng cười nói, chính xác tôi không có bị thương, trước đó cũng đã nói với cậu. Tôi thường hay ho khan ở trước mặt người ngoài chỉ vì muốn để bọn họ cho rằng thân thể tôi có vết thương. Vậy chuyện nhịp tim của ngài dừng lại là vì sao? Khánh Trần nghi ngờ nói. Cái bóng nhìn hắn rồi nói, tôi từng vì một người mà thiêu đốt một phần thời gian. Khánh Trần sửng sốt một chút, thiêu đốt. Ngài thiêu đốt bao nhiêu? Cái bóng bình tĩnh nói, một thế kỷ. Sau đó, cái bóng không nói thêm gì nữa. Chương 600, vùng đất cấm kỵ số 10. Cái bóng, bây giờ, điều cậu nên lo lắng nhất là trong cả thần đại, Lộc Đảo, Trần Thị lẫn Khánh Thị đều có người muốn giết mình, cũng đang nghĩ cách giết tôi. Mà tần suất tôi rơi vào trạng thái ngủ say đã ngày càng dày đặc, nên đoạn đường tiếp theo sẽ có nguy hiểm vô vàn, chỉ sợ sẽ không được nhẹ nhõm như bây giờ. Khánh Trần nghi ngờ, thần đại, Lộc Đảo muốn giết tôi thì rõ ràng rồi. Thậm chí người của Khánh Thị vì lo lắng tôi chiếm quyền lực của họ cũng dễ hiểu. Nhưng tôi không rõ, bản thân mình với Trần Thị chẳng có liên quan gì với nhau, vì sao họ lại muốn giết tôi. Không những thế, sư bá Trần Gia Trương của tôi còn là người Trần Thị nữa mà. Cái này liên quan tới mối thù cũ giữa kỵ sĩ và Trần Thị. Cái bóng nói, bên trong Trần Thị, có một người phụ nữ vì yêu sư phụ cậu mà sinh ra thù hận. Hơn nữa, cậu nghĩ xem, cha Trần Dư, Trần Truyền Chi dù là bán thần, tại sao lại mất sớm như vậy? Trần Truyền Chi chỉ mới 70 tuổi, nhìn khuôn mặt thì trông như chỉ tầm 40, mà một vị bán thần bình thường có thể thoải mái sống đến ít nhất là 104 tuổi. Khánh Trần nhíu mày, bởi vì sư phụ đánh ông ta bị thương. Tại sao sư phụ lại đánh ông ta đến mức như vậy? Dựa theo những lời đồn, Lý Thúc Đồng vì nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, vậy nên vừa trở thành bán thần đã đi khiêu chiến khắp nơi, mà người đầu tiên ngài ấy chọn khiêu chiến là Trần Truyền Chi. Sau đó ngài ấy đã tạo ra một đoạn giai thoại. Nhưng hiện tại nhìn lại, hình như cũng không hẳn chỉ là như thế. Cái bóng mỉm cười, cậu chắc cũng rõ, sư bá của cậu, Trần Gia Trương ở thời điểm khiêu chiến cánh cửa sinh tử, đã từng bị người ta hãm hại, chỉ còn cách vứt bỏ tương lai, vĩnh viễn dừng,
chân tại cấp A, từ đó tâm ma trong lòng không phá được. Mà người làm ra chuyện đó chính là Trần Truyền Chi khi còn ở cấp A, cũng bởi vì ông ta đã chặt đứt đường đi của Trần Gia Trương mới phải ẩn cư tại thành phố số 7. Kỵ sĩ báo thù, dai dẳng vô cùng. Lúc trước, hơn 12 kỵ sĩ ép thần đại tới chân tường, đập bọn họ tới rụng răng cũng phải nuốt vào trong bụng. Đây vốn là một tổ chức có thù tất báo, người đứng đầu lúc trước lại là Lý Thúc Đồng, tất nhiên ông ấy cũng muốn báo thù cho sư huynh. Cái bóng, cho nên, Lý Thúc Đồng vừa lên tới cảnh giới bán thần đã tìm đến Trần Truyền Chi đầu tiên, đánh đối phương đến mức trọng thương, nhưng lại tha không giết. Lúc đó, Trần Dư xin cho cha mình, Trần Thị nợ kỵ sĩ một ân tình, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng chuyện này dù sao cũng vẫn là thù hận. Tại sao Trần Truyền Chi là muốn hại sư bá? Kỵ sĩ là một tổ chức không tranh quyền lực với người, sẽ không tranh chấp với ông ta thứ gì chứ? Khánh Trần hỏi, có lẽ là do ông ta sợ Trần Gia Trương sẽ bước lên cảnh giới bán thần trước mình. Cũng có thể là do ông ta sợ nếu như uy vọng của Trần Gia Trương lên quá cao, sẽ khiến Trần Thị sụp đổ. Cái bóng nói, ở trong gia tộc lớn, không phải cậu nói không tranh thì người khác sẽ không đề phòng. Hiện tại, Trần Dư đã là bán thần, cậu thì lại mới chỉ cấp B, chênh lệch giữa hai bên không hề nhỏ. Sao tôi cảm thấy trong lời nói của ngài có chút vui mừng vì sự đau khổ của người khác vậy? Khánh Trần tỏ ra không vui. Cái bóng vui mừng, nếu Trần Dư tới giết cậu, chẳng phải cậu sẽ đột nhiên chết mà không hiểu lý do sao? Làm gì đến mức đó, một bán thần ai lại tự mình đến để giết tôi? Khánh Trần ngạc nhiên, không biết họ Trần toàn là những người hẹp hòi, trừ Ương Ương. Cái bóng bổ sung thêm. Ương Ương mỉm cười, tôi là lữ khách thời gian, với lại cũng chẳng qua lại với mấy người quan trọng của Trần Thị. Ngược lại, tôi có nghe một vị phụ nữ lớn tuổi trong nhà nhắc nhở rằng kỵ sĩ chẳng có ai là tốt đẹp cả. Cái bóng nhún vai, tôi cũng nghĩ vậy. Khánh Trần nghe xong thì im lặng. Trên tàu, không chỉ có một mình nhóm người Khánh Trần. So với việc mấy người Khánh Trần vui vẻ đánh bài nói chuyện phiếm, thì bên phía Ma Kinh Kinh, Dịch Văn Bác lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Bọn họ im lặng theo dõi mấy người Khánh Trần. Lúc đầu, bọn họ tưởng rằng trên đường đi đám người Khánh Trần sẽ giết người cướp của, sau khi họ quan sát một thời gian, lại chẳng hiểu nổi đám người này rốt cuộc là đang làm gì. Tiểu Vũ nói, bọn họ là người trẻ tuổi, có cả phụ nữ và trẻ em, không có vũ khí, hay chúng ta lấy lại tiền vàng đi. Chúng ta đều đã đạt tới cấp D, mà Kinh Kinh may mắn còn trở thành chiến sĩ gen cấp C, sẽ không quá sợ bọn họ chứ. Mà Kinh Kinh nói nhỏ, không, thể nói như vậy được, dám dẫn theo phụ nữ và trẻ em tới vùng hoang dã, vậy chứng tỏ bọn họ không hề đơn giản đâu, tôi thấy chúng ta không nên khiến sự việc trở nên phức tạp. Cậu nhìn cô gái và đứa bé gầy gò kia xem, phải là người thế nào mới dám dẫn bọn họ tới đây. Nói không chừng, ngay cả hai người đó cũng rất mạnh. Tiểu Vũ lẩm bẩm, sao mình chẳng cảm thấy thế nhỉ? Dịch Văn Bác suy nghĩ chút rồi hỏi, chúng ta còn bao nhiêu đồng tiền vàng? Ma Kinh Kinh nói, còn 4 đồng, nhưng đây là tiền hứa trả cho hướng dẫn viên du lịch. Chúng ta muốn tiến vào vùng đất cấm kỵ số 10, nhất định sẽ phải bỏ ra số tiền này, nếu không sẽ chẳng có ai đồng ý dẫn chúng ta vào đó đâu. Yên tâm, lần này đi cùng hướng dẫn viên, mình sẽ cố nhớ đường đi lối về ở đó, nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng người đó để biết thêm được quy tắc. Khi đó, chúng ta có thể tự đi rồi. Vùng đất cấm kỵ số 10 nổi tiếng là có sản vật phong phú, trước đó nó nằm trong tay Hỏa Đường, tựa như nơi sản xuất của Hỏa Đường. Người Hỏa Đường lợi dụng cá rồng, trường sinh hoa, kiến bay 6 cánh để kiếm tiền. Cá rồng bán cho người siêu phàm để cường hóa gân và xương. Trường sinh hoa bán cho công ty dược phẩm, dùng để sản xuất thuốc suy giảm sự lão hóa. Kiến bay 6 cánh dùng để ngâm rượu, còn có tác dụng tráng dương. Mỗi một sinh vật đều có thể kiếm rất nhiều tiền. Thời gian đó, tuy Hỏa Đường chỉ ở một góc thế giới, nhưng tiền tài sung túc, tựa như mấy tỷ phú Ả Rập ở thế giới bên ngoài vậy. Sau đó, chẳng biết do nguyên nhân gì, Hỏa Đường bán đi hai quy tắc, rồi cuối cùng không hề đi vào trong đấy nữa. Nhưng vùng đất cấm kỵ số 10 đâu chỉ có hai quy tắc, vậy nên rất nhiều người mua hai quy tắc để vào đó kiếm tiền, đều bỏ mạng lại ở trong vùng đất đó. Có người nói, nơi đó đã trở thành địa bàn của kỵ sĩ, nhưng chẳng biết tin đồn đó được truyền ra từ đâu, không ai đứng ra làm chứng. Hiện tại, những công ty đều dược phẩm thiếu rất nhiều trường sinh hoa, cho nên họ treo thưởng số tiền kếch xù, dẫn đến rất nhiều người đã lựa chọn đến vùng đất số 10 cầu may.
Đây là một trong số ít địa phương có trường sinh hoa trong liên bang. Nhưng vào lúc này, đoàn tàu hơi nước đã đến trạm tiếp theo. Bọn họ trơ mắt nhìn Khánh Trần còn đang cầm bài poker bỗng chốc đi qua toa tàu thật dài, đến chỗ soát vé. Nhờ chút, Khánh Trần đi xuyên qua lối nhỏ chỗ họ đang ngồi. Ma Kinh Kinh và Dịch Văn Bác liếc nhìn nhau bởi hai người xác định rõ Khánh Trần không có vũ khí. Nhưng lần này, Khánh Trần đứng ở chỗ soát vé ngây người ra. Hắn nhìn xuống đoàn tàu hơi nước, có khoảng 10 người, mặc dù ai nấy cũng không hề vạm vỡ cao to, nhưng bên hông họ có đeo súng ống đầy đủ. Quan trọng nhất là, đám người này Khánh Trần đã gặp rồi. Chính xác hơn, Khánh Trần đã nhìn thấy hồ sơ của bọn, đều là người một nhà màu lam mà La Vạn Nhai đã gửi qua. Hơn 10 người ở dưới đều là thành viên của họp phụ huynh. Nghĩa, nhìn dáng vẻ đám người được La Vạn Nhai huấn luyện này, có lẽ họ được cử tới thành phố số 13, tiếp tục sự nghiệp quản lý tòa nhà, tiến hành thí điểm. Mà con đường tới thành phố số 13 đã bị hai vùng đất cấm kỵ ép vào, chỉ để lại một con đường nhỏ xíu, gọi là hành lang Mân Nam. Nơi đó, quân đội trong tay Trần Thị nắm giữ những trạm canh gác. Vậy nên chỉ có đoàn tàu hơi nước xuất quỷ nhập thần mới có thể yên lặng đi qua hai vùng đất cấm kỵ tới thành phố số 13. Trong số đám người nhà này đã có hai người nhà màu vàng đạt tới cấp C. Quá nhanh. La Vạn Nhai làm việc vẫn rất được. Vị đại ca giang hồ này chỉ cần tìm được mục đích sẽ bắt điên cuồng tiến tới. Khánh Trần mỉm cười nhìn mấy người một nhà. Mọi người lên xe đi. Có tôi ở đây, không cần thanh toán tiền vé. Mặc dù cầm tiền thì thích thật, nhưng tiết kiệm tiền cho tổ chức của mình cũng thích không kém. Người một nhà màu vàng tỏ ra do dự, tôi nghe nói sử dụng đoàn tàu hơi nước cần tiền vàng mà. Khánh Trần mỉm cười, không cần, có tôi ở đây không cần tiền vàng, mau lên thôi. Đám người một nhà liếc nhìn nhau, bởi vì theo họ biết, đoàn tàu hơi nước làm gì có khí linh. Khánh Trần nhìn đám người họp phụ huynh đang tỏ ra cẩn thận, thì nhỏ giọng nói, tôi là người nhà màu lam, lão La đã đưa hồ sơ của mọi người cho tôi trước rồi. Tôi ở đây chờ mọi người, vào trong đi, nhớ đừng để lộ, có người ngoài ở trong. Đám người một nhà bỗng vui hẳn lên, thì ra người cùng tổ chức. Bọn họ nối đuôi nhau đi vào, tìm một tòa tàu trống ngồi xuống. Ma Kinh Kinh ngạc nhiên, sao lần này không thu tiền vàng? Vì sao chứ? Tiểu Vũ nói nhỏ, chẳng phải nhìn thấy người nhiều, cho nên không dám thu sao. Cậu nhìn vẻ mặt tươi cười kia đi, đây rõ ràng sợ mạnh hiếp yếu mà. Khánh Trần nhìn thành viên họp phụ huynh như đang nhìn tài sản của mình. Bọn họ có đến 13 người, vậy chẳng khác nào tiết kiệm được cho tổ chức 13 đồng tiền vàng. Với lại, họp phụ huynh đi mở rộng địa bàn, hắn không vui sao được. Cho nên nụ cười nở trên môi đặc biệt vui vẻ. Nhưng nụ cười này rơi vào mắt đám người Tiểu Vũ, lại giống như đám người hầu nịnh bợ chủ nhân của mình. Bốn người cùng một chỗ bàn bạc, chúng ta cần làm rõ thực lực, để tên sợ mạnh lấn yếu này phải trả tiền vàng lại cho chúng ta. Làm sao để làm rõ? Ma Kinh Kinh nghi ngờ, chúng ta không thể đánh bọn họ một trận hoặc xông lên cướp về được. Có thể không va chạm, vậy thì nên hạn chế va chạm. Hay là cậu lên nói trực tiếp với họ thực lực bên mình đi. Dịch Văn Bác suy nghĩ, tiền này chúng ta kiếm không dễ, có thể lấy về được tất. Nhiên là tốt nhất, cấp bậc của cậu ở vùng hoang dã cũng được tính là nổi bật rồi. Ma Kinh Kinh gật đầu, đứng dậy đi về phía Khánh Trần. Cậu ta đi lại gần cái bóng, Ương Ương, Khánh Trần, Trương Mộng Thiên, thì cúi người xuống, nói nhỏ, tôi là chiến sĩ gen cấp C. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, Khánh Trần suy nghĩ chút rồi nói, ừ, có chuyện gì không? Không có việc gì. Ma Kinh Kinh quay người rời đi. Ương Ương nhìn hành động của bọn họ mà không hiểu, sao lại có người đột nhiên đến thông báo thực lực bản thân, là muốn gì đây? Ma Kinh Kinh về lại chỗ ngồi, Dịch Văn Bác hỏi, thế nào? Làm sao không cầm tiền vàng về? Cậu không nói thực lực bản thân mình sao? Ma Kinh Kinh nói, mình nói rồi, nhưng bọn họ nhìn mình như giống mình là thằng ngốc vậy. Tiểu Vũ, rõ ràng làm trò thôi, cấp C đã là rất mạnh rồi. Mà đám người bọn họ dám khinh thường nhìn cậu, chẳng lẽ bọn họ đều là cấp B trở lên, làm gì có chuyện đó? Dịch Văn Bác lẩm bẩm, đúng vậy, sao có thể? Khánh Trần đột nhiên nói, mấy người muốn đi vùng đất cấm kỵ số 10, còn nói thuê một hướng dẫn viên du lịch trên vùng hoang dã, giá là 4 đồng tiền vàng. Tôi thấy tên hướng dẫn viên du lịch này có vấn đề, dù sao một quy tắc cuối cùng của vùng đất cấm kỵ số 10 này chỉ có kỵ sĩ biết. Tên hướng dẫn viên du lịch đó 80% là lừa đảo.
Khánh Trần, với lại, đám người này sẽ trở thành học tỷ của chúng ta ở thế giới bên ngoài, thuận tiện giúp bọn họ chút cũng được. Quan trọng nhất, đó là Khánh Trần còn thiếu Lý Khác một con cá rồng, đây là thứ mà hắn dùng thân phận sư phụ để hứa tặng cho đồ đệ. Mặt khác, mỗi thành viên của ban ngày nếu có thể ăn đủ 9 con cá rồng, thì thực lực sẽ tăng lên một khoảng đáng kể. Ăn xong, xương sẽ không dễ bị gãy, khả năng sinh tồn cũng tăng mạnh, đồng thời còn tăng cao thính lực. Chân kỳ thần tự cũng cần sinh vật thần kỳ bên trong vùng đất cấm kỵ để tiến bộ. Khánh Trần lại nhìn về phía Tiểu Mộng Thiên. Thằng bé đã mất đi đôi mắt, không biết tăng thêm thính lực sẽ thành thế nào. Cái bóng bĩu môi, việc ở vùng đất cấm kỵ số 10 cũng được tính là một trong số việc làm không chân chính của kỵ sĩ các người. Khánh Trần nghĩ một chút rồi nói, theo tôi biết, loại việc này hình như chẳng đáng là gì. Cái bóng và Ương Ương chỉ biết nín lặng. Các bạn vừa nghe xong tập 60 của bộ truyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừ Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.